Xin gửi lời chào tất cả anh chị em đang xem livestream nha mọi người nha. Chào tất cả mọi người. Vâng, em Đồng Thiệp xin chào tất cả mọi người. Em giới thiệu rất nhiều sản phẩm hôm nay mới về để phục vụ các anh em đang có mặt trên buổi livestream trực tiếp của bên xe máy Hoàng Kiên ạ. Đặc biệt là Dream nhá. Liên tục Dream và Dream, trong nhà còn Dream Thái. Mới về. Đấy, hàng mới, anh em hỏi Dream nhiều sẽ cùng chú ý đón xem trong buổi live này. Đấy. Dạ vâng, anh em không quên những sản phẩm phù hợp. Một chiếc S21 2017. Giá có xem 40 thôi, các bác có tin được không? Chưa đến 40 triệu cho một form SH Hà Nội nhá. Hợp lý đúng không ạ? Đây, Dream Việt 2009, chủ đã đầu tư những cái bộ tem, bô và càng Thái. Máy thì các bác có thể yên tâm, phần cơ là zin đét, lỗi son chỉnh phần hơi mất. Đấy. Máy chất lắm, tí nữa em sẽ lên giá chi tiết. Rồi, một chiếc click anh em nhá, nhỏ nhỏ xinh xinh màu đen. Được cái là rồi. Dạ. Bác nhìn thấy được. Đẹp long lanh luôn. Đấy. Bên cạnh là một chiếc Winner X. Vâng, cũng là cái giá như gọi là không thể rẻ hơn được nữa rồi. Một chiếc Dream đầu máy 818, em vẫn nhớ, Dream Thái 1997 cũng vừa tầm 817. Bên này là 823, đầu máy của xe 2002, hai chiếc Dream Thái. Đấy. Những chiếc Liberty mới về bản S anh em nhá. ABS biển Hà Nội cũng giá yêu thương. Xe chưa dọn đâu ạ. Chiếc Vision của 2024, rất lâu rồi em mới gặp một chiếc đăng ký của 2024, anh em có thể đón xem. Tất nhiên là xe thì đỡ được 2023 thôi, nhưng mà đăng ký 2024, biển đẹp. Tươi đúng không? Biển đẹp, vâng. Rồi, chiếc Way 110, vừa mới mua xong anh em nhá. Và liên tục các sản phẩm sẽ về trong buổi live sáng nay. Phía trên kia, các anh em nhìn anh Caramel có thể quay lên xa. Anh Đô Trinh. Vẫn chào. Cả rim và valid đúng không ạ? Vâng ạ, em gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang xem livestream. Mời anh em vào mà xem sau. Hoặc anh em đang xem cho hai chị em xin nút chia sẻ đâu ạ. Vâng, mình chào nhau buổi sáng nhé. Anh Hoa Rơi Cửa Phật đã hỏi Liberty ABS mà xem 20 đổ lại. Không tin được đâu, toàn giá bất ngờ hết trong buổi live này. Anh em hãy đón xem. Em được sếp chỉ định chỉ đạo là đưa xuống những cái giá sẽ phục vụ anh em những cái giai đoạn chuẩn bị tiền mùng 8, à quên, tháng 3 ngày 8, tiền tháng 3 ngày 8. Đấy, sẽ là xanh lá non đấy. Thực sự là giá sẽ hợp lý, toàn những cái phân khúc giá. Dìm có hơn 20 các anh em ơi. Đấy, hàng ra máy đẹp, xe đẹp. Em sẽ chi tiết luôn các anh em cùng xem, đúng không ạ? Chân nan thì anh ấy vào để cho nó sáng, nó đẹp. Để các anh em có nhìn thấy vẫn câu chuyện là vành gốc xi này đấy, còn cái càng này các bác nhìn này đẹp rồi, càng vẫn zin này, mai ơ này đấy, những cái zin này em nhấn mạnh để các bác nhìn thấy cái lớp nhựa này, các bác nhìn thấy lớp xước này, hàng nhựa Việt Nam zin này, các bác thấy chưa, dán ni lông này đấy, mình vẫn còn đẹp này, yếm lên yếm Thái, cái da máy ấn tượng quá nhỉ, cái da máy zin này thì các bác biết rồi đúng không ạ, càng thì anh vào càng Thái, bô 2543 đấy, tem cũng lên tem, anh bóc ra bên trong còn một lớp tem nữa đấy, vâng. Nước sơn này là zin hết, lườn lóc này các bác có thể xem. Hàng nó cũng là vẫn dán ni lông này, đẹp luôn, vành gô xi xe 209 Dream Việt Nam, nhưng mà vào đồ Thái nhiều, trên tinh thần là vào để đi, vào có tâm anh em nhé. Đây các cái ốc trục này. Đây, các bác xem đồ đuôi lượn rồi đấy. Em đổ máy cho anh em nghe nhá, máy siêu siêu căng quá chất đấy, lên mặt căng đúng không anh em, căng đét luôn đấy, thụt trước thụt sau cực kỳ phê, em thực trực tiếp đét rồi, dán ni lông tất trên mặt bàn thờ đúng không ạ. Rồi anh có thể lên trên cái nắp bình xăng, xong rồi cả lộn gầm cho các bác xem để các bác thấy được là những cái gì đẹp của cái xe này đã được chủ xe cũng là tính toán làm rất là kỹ lưỡng. Tán đi, vẫn còn các cái tán này các bác nhìn này. Hai bên này chắc là thanh lý được chị ạ, vứt ra ngoài cho đỡ ẩm thì các bác để lên đây ẩm lên nó rôm rôm cái sơn này phí đúng không ạ. Đây đẹp, bác nhìn thấy không? Anh lộn gầm lên cho các bác xem. Mới về anh em nhé. Đợt này Dream mà đang bị khan hiếm. Đấy cũng lên like mà. Đây anh ấy cũng bản thân khách cũng là một anh tín đồ của bên xe máy Hoàng Kiên. Anh bảo xem like nhiều thì hôm nay anh ấy đổi sang Future nên anh để là một chiếc Dream Việt 209. À đầu bò chưa quay, anh quay lại đầu bò. Đấy. Có một nhược điểm anh em nhá, rất rất đáng tiếc, anh ấy đi cong nấm, chủ đành phải nhấc đầu bò ra xử lý lại cái nấm cong, có thể là do vào buji chân dài nó gây ra cái lỗi của nấm. Đấy là nhấc mất phần đầu, rất là tiếc. Còn lại phần cơ là zin, anh quay sang cái ốc cơ bên này để cho anh em xem. Phần cơ và phần sơn da máy hay là các đồ ốc trục cực kỳ đẹp luôn. Anh nhìn cái ốc cơ này. Đấy, hơi khó nhìn một chút rồi. Zin đẹp, máy căng chất. Đấy, bác nào đúng sở thích đẹp. Bô 2543 anh. Bô 2543 mới. Bô căng đét luôn ạ. Phụt trước phụt sau ok hết rồi. Đúng là bác nào đang cần sử dụng nhá, vâng. Thì liên hệ cân đối chốt cho em, hàng cũng là vừa tầm tiền thôi, 22 triệu 800. Chậm chờ ạ. Không,
22.800.000 cho một chiếc Dream Việt Nam 2009 lên đồ Thái nhiều. Vâng, à, anh Nguyễn Nam ơi, 22.800.000 nha anh nhá, một chiếc Dream Thái biển số 29S1 26844 nha anh chị em nhá. Đấy, quan trọng nhất là bây giờ máy nó rất là căng. Xe mới cũng mới mua về đấy ạ. Hôm qua mới mua về sáng nay hôm qua. Vừa mua xong ạ? Vừa mua xong anh em nhá. Vừa mua xong. Đấy, khách thì vừa mới về xong. Vâng. Đúng rồi, hôm nay ở trong nhà nên em 22.800.000 một chiếc Dream Thái. Anh em nào quan tâm máy căng rồi anh em nhé, anh em chỉ cần về chất lắm anh ạ. Thôi. Vâng, đấy, hàng là rất phù hợp cho bác nào đang cần một chiếc Dream Việt Nam. Vâng. Hàng nó cũng mộc, nó đẹp. Vâng, mà đặc biệt Thành, là chạy căng chạy chất. Đấy, biển có Hà Nội nhá. Alpha không? Alpha 110 em có, 100 em cũng có luôn. Vâng, đấy, okay. 22.800.000 anh em nào quan tâm. Và Dream Thái tại vì ít lắm. Giờ này anh thấy anh em thấy là nhà em không có nhiều. Đấy, đang rất là kêu gọi, rất là mong muốn anh chị em nào đang có Dream Thái Dream Việt đẹp có thể mang trực tiếp cho quay qua bên Hoàng Kiên thôi nhá. Vâng, anh một chiếc SH1 ạ. Đời 2017. Cũng là câu chuyện vừa mới mua xong, cả xe em nhớ không nhầm là lúc con bi để giữ được cái trục này. Đấy, con bi này giờ nó đang bị hóc rồi, mình cần phải xử lý cái chỗ để chân này các anh em nhé, chứ không phải là ngã tai nạn. Còn về tổng quan xe đây các bác, ngã hay không các bác kiểm tra các phần này này. Đấy, xước thì có vì xe từ 2017. Đấy, anh em một vài chút vết xước không đáng, theo em là sờ ba lại một chút thôi ở phần yếm. Còn tổng quan thì cả xe cũng là rất hợp lý và hài hòa rồi. Tem đồng, tem vàng đồng, càng ra máy này, thụt này, đều còn nguyên hết. Biển Hà Nội. Vâng, biển số 29Z1 anh em nhá, 50917 một chiếc. Rồi. SH1 màu xanh cốm 2017. Đấy. Oppo tay sách cộng với cả một chút để chân trái và một yếm hai bên mép yếm thì sẽ phải spa lại. Đấy là cái tổng quan của một chiếc SH1 máy zin của năm 2017. Vâng. Dọn đẹp. Đây anh quay đồ cho em này. Vẫn phím rất là đẹp nha anh em nhá. Phím này, công tắc này, tay cầm này, đấy, tay phanh này. Đấy, độ gờ này, năm sản xuất 2017, màu xanh cốm. Giá thì cũng vừa phải thôi anh em nhé, không phải hẳn là cao quá. Vâng. Hơn 40 một tiếng đúng không? Dưới bất ngờ à? Không ạ, khóa smart key. Trong nhà em hầu hết là bán ra đều là khóa smart key trên 4, nhưng hôm nay em để trên like cho anh em nào lấy một chiếc xe mộc 49.500.000 chưa có bao dọn. 39.500.000 sorry. Rồi, 39.500.000 chưa bao dọn. Chắc là khả năng anh em sẽ phải mất cái số bớt 500.000 để dọn đấy, thì sẽ là hoàn thiện hơn cho một chiếc 2017. Rồi. Nhớ cho em là khóa smart key nhá. Và biển Hà Nội. 500. Máy zin. Đấy. Máy zin hàng của SH1 động cơ 125. Màu thì nhã nhặn mọi người. Rồi. Nhá. Xanh cốm. Đấy, 39.500.000 một chiếc SH1 2017. Đấy, anh em nào thích quan tâm mua về cho vợ cho con, thực ra giờ rẻ anh em nhỉ, có hơn 3 triệu. Anh em đang cân đối mà mua những chiếc xe lít mới thì có thể cân đối sang những cái chiếc xe này hoặc là những chiếc Vision. Anh em có thể thay đổi mẫu mã, mình chuyển sang cái những cái dòng xe SH1 này chạy rất là hay mọi người nhé. Vâng, đấy, đã là một chiếc màu xanh lá chuối, gọi là màu xanh lõn chuối, gọi là lá chuối. Thì tiếp tục sang một bản màu trắng đen, đây là gọi là bản Sport, cũng là bản khóa smart key. Đấy, xe điện hai chiếc em SH1. Bán anh ơi, xe điện của anh em nhà đi của Hòa hay sao ạ? Hòa đi anh em nhé. Vâng, em đã nhìn soi tận thì xe điện ở trong. Đấy, cũng không phải điện đâu ạ, chạy xăng anh ạ. Bản 50cc nhập bãi không đăng ký mà đi lại là hợp lý thôi, chứ còn buôn bán thì thường dòng đấy sẽ khó. Cũng là 2017 anh em nhá. Cũng 2017, con này nó là màu đen trắng ạ. Được cái bản cao hơn, bản vâng. Sport. Vâng, bản Sport SH1, bản Sport đấy, đen trắng thụt đỏ rất là đẹp đúng không anh? 2017 anh em nhá, 2017 này. 2017 khóa smart key này, đồ G này, bản sần này, tay cầm này, rất là đẹp. Tay phanh tay vẫn còn zin, chưa phải gì cả. Đây. Vòng thêm bên này nữa. Đã là dọn đẹp xong xuôi ngon lành hết lên rồi. Vừa dọn xong anh em ạ. Vừa lên mâm lên kệ xong đấy ạ. Rồi tiếp bên này anh ơi. Anh Nguyễn Thế Đồng con Dream giá mấy? Giá 228 anh nhá. Anh Nguyễn Văn Tiến con Dream Thái trên vỉ hè. Vâng, cho em đưa lên luôn. Cho em chút, em anh tinh mắt đấy, vâng. Những chiếc Dream Thái thật đẹp. Rồi. Còn cửa anh em thợ không chị ơi, chị anh Chính Tông Văn, anh hỏi chiếc nào? Anh hỏi chiếc SH đúng không ạ? SH màu xanh vừa rồi là 395. Chiếc này là 425, khi đã dọn dẹp xong được cái ưu điểm là bản Sport. Còn hai chiếc đều là xe 2017 khóa smart key. Nhưng khi là bản Sport như là trắng này, anh em nhớ trắng đen gọi là bản Sport, hoặc là đỏ đen, nó pha chế màu lên những cái vành đen này, càng đen má phanh đỏ này, thụt đỏ, thụt sau đỏ. Đấy thì nó là bản Sport.
hàng nó cảm ơn anh Danh Kiều đã chia sẻ nhá. Anh Minh Khởi giá dạ. Xin giá. Con giá xe này là 42.500. 42.500. Cũng đời 27 nhưng bản là bản Sport anh em Sport. Nhá. Nếu thêm bản Sport anh em có thể xem cùng với em những cái khóa, những cái linh kiện đều khít hết nhá. Cái đồ lẫy này các bác có thể xem này, nó khít đúng không ạ? Hay là những cái yên này, chỉ đỏ này, yên zin của xe này. Đấy. Được cái là đời 27 là một trong những cái mẫu đời khóa của S21 lên Smart Key rồi. Nó cũng là những cái công năng dịch vụ rất là hợp lý cho các bác nào cần động cơ máy 125. Hàng của dòng xe hạng sang S21 em giới thiệu là hạng sang. Màu trắng đúng không ạ? Rất là đẹp. Anh Đức Phúc ơi, con con gì nhỉ? Con Dream vừa xong là 22.500 anh nhá. 22.800. 22.800. Vâng. 22.800 con Dream Thái vừa quay xong ấy. Con đúng rồi ạ. Anh có đang hỏi về hai chiếc S21. Anh Văn hỏi chắc là anh là thợ đúng không? Anh hỏi có photo. Hai chiếc S21 của em đầy đủ photo chứng minh thư chủ xe hết. Em sẽ cấp khi anh có nhu cầu chiếc xanh nón chuối vừa rồi và chiếc S21 trắng đen này. Đấy, còn Dream thì các anh em thông cảm. Chiếc Dream 209 lúc trước chính chủ. Nhưng những chiếc Dream Thái giật thì khả năng là sẽ không còn chứng minh thư theo được các anh nhé. Vâng. Con này là 42.500 anh dạ, nhé. Vâng. Con màu xanh cốm là 39.500. Vâng. Rồi ok em ơi lên đi. Đó chị. Ok. Con Dream ở đằng sau ý. Lại đằng sau hay trên vỉa hè, hai anh đều hai hỏi. Hai con đúng không? Dạ. Em quay luôn cả hai con cho rồi, anh em ngắm luôn. Tìm hết. Rồi, làm Dream tất đi cho một bề đi cho nó. Đằng sau là đầu máy 823. Tức là Dream Thái 2002. Ừ. Chiếc này thì cái độ mộc nó cao hơn, máy cũng rất là đanh. Đấy. Có một hàng gọi là giật gôm mới đẹp ở trên. Và cái hàng còn nét mộc, hay nói cách khác là cũng như một số những chi tiết họ dọn những lâu năm rồi nó xuống màu theo thời gian thì có độ trầm, độ nhìn nó ưng mắt đối với những các bác thích những cái dòng mộc. Chứ không phải là nguyên zin theo xe các anh nhá. Rất là khó để tìm được những chiếc nguyên zin Thái zin theo xe lâu năm. Bánh Gosi thôi. Đấy, chứ chưa thể sam Gosi từ ngày đấy được đúng không ạ? Cũng là lâu năm rồi, được cái là nó vẫn còn những cái nét đẹp đúng không ạ? Đây các anh em nhìn đầu bò rất là đẹp luôn, quả đầu bò uy tín. Ê, anh chào em một chút rồi. Anh Đức Phúc nha, để thiệt giới thiệu luôn ạ. Ra máy này. Rồi, tem Thái, được cái tem này các bác nhìn. Đây đấy, là gọi là tem xịn đúng không ạ? Tem xịn nó vỡ theo kiểu này. Đấy. Đấy. Gần như bây giờ những chiếc Dream Thái mà các anh tìm được những chiếc mà của chủ họ lên đồ họ làm dọn để họ đi ý, thì đấy là những chiếc đáng giá vì họ đã mất tâm huyết, mất công sức, thậm chí là tiền của nhiều luôn các anh nhé, chứ không rẻ. Biển rất tươi đúng không các anh nhỉ? 1100. Đấy, biển gọi là 1100, anh em hay đọc nhanh là 1100 đúng không? Nhất là không bét đấy. Đấy là 1100, tất cả nhìn đều hết đúng không ạ? Hình như em đã từng like chiếc này rồi, nếu các bác nào nhớ cách đây một thời gian anh ấy chơi xong anh bán lại được cái đôi ra máy đều. Rồi, máy toàn những loại là máy nha. Chấm hết luôn, hết nước chấm. Cốp cho anh em xem. Một chiếc Dream Thái đời 2002. Vâng. Đấy, xe mới về nha anh em nhé. Tại vì là anh em có thể nâng đời. Đấy, nâng đời sang một dòng xe khác. Anh em có thể lại bán lại cho bên Hoàng Kiên. Bình thường mọi người nhá, xe thì em vừa mới mua lúc đấy thôi ạ. Những chiếc xe mua bán với Hoàng Kiên, các anh hoàn toàn có thể trao đổi mua bán đổi bình thường nếu có nhu cầu. Đấy, bên em hoàn toàn hỗ trợ hết nhá, thậm chí là được giá cao hơn luôn. Bên em sếp hay có câu mà, có đổi không hay là bán lại à, thì hai câu này sẽ nằm trong diện tức là sẽ mua lại làm sao hợp lý nhất và đổi thì sẽ nâng giá cho khách một chút. Đấy là cái mà để là quá trình trong giao dịch nó thuận lợi anh em nhá. Rồi, chiếc này ưu điểm vẫn là cái câu chuyện máy siêu siêu căng, đồ Thái, đồ Honda hết anh nhá. Đấy. Thì anh nào được cái biển 4 số, những chiếc Dream Thái lên giật hoặc những chiếc Dream Thái dọn dẹp rồi mà giữ được cái biển 4 số là cái gì đấy mà được các anh em dân tin dùng rất là ủng hộ cao. 24 triệu cho một chiếc Dream Thái 202. Vâng. Nhìn đồ và đều, anh nhìn nghe anh em ạ. Rồi, toàn những cái giá triệu. Mới, toàn những giá mới hết các anh nhé, toàn những vâng, giá mới. Giá mới tinh câu tươm chuyện anh em đều là đồ của Honda hết, không có lai tàu hay là lai tạp gì đâu, mà cái khung sườn đồ đạc nó chắc chắn, cái xe rồi. Nó rắn nó đanh. 24 triệu đồng một vâng. Chiếc Dream Thái đời 202, đồ máy cao anh em nhé, đồ vâng. Máy 823 rồi. Đồi chót rồi, còn thua 51 nữa thôi, 2002 mà, đúng không ạ? Máy thế này thì các anh em. Tủ trước tủ sau đúng không? Toàn những chiếc mà em thấy. Con này chỉ cần dọn hợp qua lý, đúng không? Qua thôi. Thực ra là nhiều khi các anh cứ bán vào các cái giờ bên em rảnh, rồi. Em cứ lấy phải lấy chạy vài vòng quanh đường. Cho mình hỏi xe đi đề nó kêu khứ là sao? Là cái nó bị khô đề anh ơi. Củ đề. Khô anh có thể bảo dưỡng lại đơn giản mà nhé, cho tí mỡ bảo, vào đấy bảo mỡ bò vào là xong. Cái nhẹ nhất của cái bệnh rồi đúng không? Ừ, rồi.
Con Nexai 155 và Winner kia bao nhiêu tiền vậy anh Nguyễn? Tí nữa em ra lần lượt nhá. Em có Zin nữa em nghe ơi. Anh đồng anh taxi một... The Zin này bao nhiêu? 24 triệu anh nhá. Vâng. 24 triệu 2002. Vâng, anh chính tông văn xem nhá. Con Âu Alpha đỏ cờ, chắc em không còn con quay Alpha đỏ cờ rồi anh. Âu Alpha đỏ cờ hiện tại em đang hết rồi. Rồi, nên tiếp theo một chiếc Zin. Đầu máy là 817 1997, em vẫn nhớ chiếc này 1997 thôi. Đấy, đầu máy thì cũng là cái dạng đầu máy 8 vạn trở lên rồi, nó cũng là top đời cao rồi. Máy các anh em nghe. Toàn những chiếc máy cực kỳ ok. Đấy, 210. Hình hoài sáng. Qua em gửi ảnh cho sếp để duyệt mua, sếp nhìn vào hình ảnh giật cũng cứng cáp gớm nhờ. Đây, cũng là cái câu của sếp luôn để các anh em xem. Họ vào họ dọn làm cũng sáng đúng không ạ? Đấy, nhìn sáng. Tất cả câu chuyện của Goshi chân nan đẹp đều này các bác nhìn. Và cứ chậm rãi nhìn đấy. Rồi, hoặc là đầu bò, bác nhìn nó không có chảy dầu, be bét nhè gì đâu, ướt át gì đâu. Đấy. Hàng yếm này, các bác nhìn này. Chắc chắn vào nó khít đúng không ạ? Ra máy làm nhìn nó cũng đẳng cấp, hay là các cái để chân này. Đúng không các anh? Đây, đây là những cái làm, nhưng mà đây thì nó sơn này. Vẫn rất là đẹp. Đấy, cái lườn này các bác nhìn. Đều các cái độc trục ốc nha các bác nhìn, các cái trục. Đấy, nó phải đều nhau. Đấy, nó không phải cái đen cái trắng nhìn nó xấu đúng không ạ? Bác nào mà trong nghề có thể nắm bắt được. Hàng từng chân nan một đều hết rồi, vành cả hai bên trước sau đều Goshi hết. Đuôi đem. Máy vẫn đang nổ suốt trong quá trình các anh em mình đều cùng xem live nhá. Rồi dành. Biển cũng tươi nhỉ. Vâng. 0955. Vâng. Biển 4 số mà đúng không? Bồ cũng là 2543 đây, Thái Lan. Máy đều là câu chuyện của căng đét. Đấy, từ những cái này nhá, họ cũng đã đầu tư để chân. Bác mà nào mà có nhu cầu lấy đi, thứ nhất là được mới, vô xịn mà, sạch sẽ, đúng không? Thứ nhất là được mới, thứ sau hai là sau một thời gian nhá, các bác nó xuống màu đều là nhìn này rất là yêu. Yên này em nhớ yên sắt, đúng rồi, đấy, yên sắt luôn. Bác nhìn lớp yên sắt này. Đấy, còn tất cả các đồ đấy vừa mua nhá, đồ vẫn còn ở đây luôn. Chưa có vấn đề gì mà mình phải lo về cái việc thủng đuôi hay là quá xấu cả. Đúng rồi, nó tổng quan là đều đặn, yên sắt, ngồi nó chắc xe lắm. Đấy. Đúng không? Một chiếc xe Zin giật đẹp. Đời 1997 đúng không ạ? Nhớ nguyên được cái biển 4 số. Máy thì luôn luôn là câu chuyện đanh, thụt trước thụt sau, chắc cũng sườn thái mà. Các bác nào trong đã từng chạy hoặc trong nghề thì có thể yên tâm về cái chất lượng thái. Số 3, số 4, thậm chí là để số 3, số 4 chạy test máy vẫn rất là thoát, không có gõ gọc gọc gì cả. Đây là cái mà em đã test rồi. Đấy, số 4 các anh em này. Đó, đi thoải mái luôn. Rồi, 22.800.000. Đấy, hôm nay nó đều ở cái mức độ giá rất hợp lý. Các bác nào đang mua quay có thể cải tiến lên một chút, thêm một chút nữa làm một chiếc The Zin, đảm bảo là 22.800.000 10 năm sau vẫn còn giá trị, và còn giá trị luôn trong quá trình mình sử dụng luôn. Máy này, đấy. Nghe tiếng máy này. Lành thế, chân nàn. Thương lắm, toàn những chiếc máy mà thật sự là mua là tâm đắc đấy, không phải là cố trình cố mua đâu các bạn. Đấy, tâm huyết mua. Cũng không giấu trao đổi, anh chủ này báo bán mới cách đây trong Tết anh ấy mua, không nói được địa chỉ cụ thể vì không mang giấy bán, ở dọc phố em không biết ở đâu, không phải nhà em. 35 triệu, đấy là câu chuyện của chủ trao đổi. Hiện tại là anh còn để quên một cái khóa nhà và anh hẹn hôm nay đến lấy cơ. Đấy là cái quá trình giao dịch với một anh khách này. Nhưng xong tối hôm qua thương lượng thì sau đấy thì cũng là để là cái giá lại cho bên em nó hợp lý, thì em cũng cộng hợp lý thôi. Vâng, 22.800.000 nha anh em nhé. Biển anh 4 em... số 29H90955 đúng không ạ? Những cái biển 4 nó rất là cân cân xe. Được không? Các anh em nhìn thấy anh có hợp lý không ạ? Nó đều thật đấy. Dạ. Nó cứ đợi một tí nó lại tối tịt xuống, chả hiểu kiểu gì, rồi. Thế là làm thế nào được. Thì anh em nào đúng tầm ngắm, đúng nhu cầu rồi, có thể liên hệ. Đấy. Anh em nào mà chốt thì anh liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên online giúp em báo cọc giúp em nhá. The Zin này bao nhiêu? Vâng. The Zin đẹp quá, đúng rồi. Em ghi nhận chiếc này đẹp đấy. Anh nào hỏi anh Trinh Đông Phạm cho em xin thông tin. Ô, em truyền một lúc rồi mà. The Zin 1997 nhá. Hàng đã dọn dẹp, đặc biệt là máy này, các anh em nghe máy lên dốc này. Đi lên đi. Rồi. Đấy. Đang đẹp đấy. Tiếng lên dốc nghe nó thích như thế đúng không ạ? Nên là tải nặng đấy nó nghe nó thích. Đấy là nhiều khi các anh nghe là cái bô thật, nhưng khi các anh tách tiếng bô ra thì tiếng máy nó cũng phải thoải mái. Vào số 3, số 4 nó không có hiện tượng là nó bị một cái khoảng không nhất định khi mà kéo ga. Đấy là những cái mà em thấy ở Zin Việt hoặc Zin Thái đều ngon khi mà mình sử dụng chạy. Còn khi các bác đặt tiêu chí Zin mộc thì nó lại là cái câu chuyện khác. Chút em có anh một em giả 22 triệu. Còn thêm có 800 không... nữa thôi mà anh. Mua cái tâm huyết công sức người giật. Cái này em vừa giao bán xong anh em nhé. Em vừa giao bán xong anh em mà thích The Zin Việt, The Zin Thái giật đẹp ấy thì anh em làm cho em con đấy hợp tình. Anh đây nhiều anh em hỏi quá. Thôi để em trả lời một chút. Anh The Zin này độ lại rồi ạ? Vâng đúng rồi anh nhá. Mộc em để trong nhà, độ lại nó mới độ lại đồ Zin nó mới là hay anh ạ.
anh Hải Minh Trần, con The Dream giá là 22.800.000 anh ạ. Vâng. Con The Dream này ngày xưa là cả câu chuyện đấy anh Trọng Đỗ, đúng rồi anh. Và khi họ mua đó là một giá trị, nhưng họ bỏ cái tâm huyết công sức vào để họ làm. Bây giờ anh em lấy là anh em hưởng luôn. Đây là em trao đổi thật. Những cái dòng Dream giật bên em bán nó giá em khẳng định so với thị trường là rất hợp lý luôn. Anh em công nhận không ạ? Có hơn 22 triệu. Bây giờ một chiếc như thế các anh em mua hoặc bán đi, em vẫn nhập cho các anh xe nó mộc mạc đâu đó 16-17 triệu. Các anh bỏ ra 5-7 triệu không thể giật lên được một chiếc như thế. Em khẳng định luôn, các anh làm Dream các anh có thể khẳng định với em luôn như thế, cùng trên live với em cũng được. Đấy. Chắc chắn giật một chiếc Dream nó phải rất nhiều tiền. Đấy, nên mua cái đấy là lợi rất nhiều các anh nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em. Nhiều anh em lại tiếp tục sang câu chuyện của Xside và Winner nhá. Em sẽ lại có anh Nguyễn Sang, mình có con The Dream 96 đổi các 12 được không con biển H? Khả năng là anh phải cho em xem con 96 đã, vì em sẽ không thể nhìn được ngay để giá được. Giá này xe độ lại thì cũng phải giá thôi. Vâng, đúng anh Học ạ, nhưng mà nó là mình mua cái tâm huyết công sức của chủ ấy, mà đồ nó chắc nó chất anh nhá. Nhiều chiếc giật lại nhưng nó đuối lắm, nó hỏng lỏng lỏng xe ấy. Đây. Quay luôn con 155 này. Vâng, anh rất là nhiều anh em đang hỏi đúng máy rồi. Làm chưa? Làm anh rồi ơi, máy anh con đấy thì làm vâng. Rồi anh em nhá. Con đấy đây máy à, làm rồi. Rồi. Anh Nguyễn Hoàng Vũ. Đúng rồi, anh con Dream 110 không à được. Con Dream 1100. Không bớt được không? Anh ạ, những cái giá em trên live các anh hãy để cho em được bớt lọc một chút, ra lọc một chút thôi nhá. Chứ còn bớt này nó khó, rất khó. Máy thì chạm rồi anh em nhé, con Dream đấy là giật máy tập. Mấy chiếc đấy giật đều là hàng máy căng máy chất. Máy căng máy chất. Còn máy Zin xe mộc em để trong nhà, tí em ra còn một chiếc hôm qua em vừa mua. Vâng. TPTS rồi, ok anh. Em sẽ lên luôn. Chờ em lên, em lên mất con đấy, em nhiều anh em hỏi màu đen vàng. Vâng. Rồi. Nhược điểm em nghĩ chắc là màu vàng cộng với biển 19 phải, nếu em nhớ không nhập. Đúng rồi. Còn về chất lượng các anh ạ, có 4.700 cây. Bản khóa gọi là khóa smart cây. Đấy, chả có gì để chê cả, động cơ 155. Đấy. Hàng này thì nói chung với các anh em so với mới đều luôn luôn là lãi rất nhiều. Hôm qua em bán chi ngay chiếc MX King rồi. Đấy, các anh đến cũng chung quan điểm là lãi nhiều quá mà xe đẹp quá. Bỏ qua cái biển luôn, anh ấy lăn tăn biển tỉnh, người Hà Nội nhưng vẫn lấy biển tỉnh. 4.700 cây anh em nhá, 4.700 cây đăng ký năm 2021 nha anh em. Vâng. 2021 màu vàng, vàng bạc đấy, vàng xám. Em nhận được thông tin là mua là tới 37 triệu, sếp bảo bán 34 triệu là đã lỗ 3 triệu rồi. Hôm nay lại lỗ thêm triệu nữa, bán 33 triệu. Rồi. Anh em nào đúng nhu cầu có thể liên hệ chốt cho em, đơn giản, không tự dưng bên em bỏ ra 37 triệu mua chiếc này. Chẳng qua là vì nó có 4.700 cây. Mới là câu chuyện của hơn 50 triệu. Thế thì anh em so sánh được những cái năm 2021 em mua ở cuối năm 2022, tức là xe chạy được 1 năm, mình trừ khách như thế là đâu đó là hai mấy triệu, gần 20 triệu rồi đúng không? Anh Phương hoàn toàn mua được. Phương đang hỏi, vẫn hỏi em 150 nhập khẩu tầm khoảng 120 triệu. Vâng, em còn một chiếc 103 triệu thôi ạ. Vâng, hôm qua em xem rồi đấy nhưng mà không còn con nào rồi anh em ạ. Rồi, chiếc này em báo luôn, 2021, hàng không có gì để chê, chủ yếu là màu và biển thì các anh em có lăn tăn quyết định chốt cho em, 33 triệu, mới vẫn là câu chuyện 50.05, chưa có đăng ký, lỗ 3 triệu, bây giờ cộng 1 triệu, nhưng cộng ở chiều lỗ là lỗ tổng 4 triệu, báo cáo với các anh em như thế. Nhiều con lỗ anh em ạ. Câu chuyện cũng là 2 năm, cuối 2022, gần 2 năm, cuối 2024 sẽ được 2 năm, dòng thể thao mà. 33 triệu lộ. Đồng nha dạ, anh em nhá. Một chiếc Xside 155. Hơn 4.000 cây. Em lên rồi em Liberty. Lên Liberty S nha anh em nhá. Vâng, hiện tại lẽ SH nhập ý đấy 120 triệu hiện tại em đang không còn rồi anh em. Vâng. Nếu mà chút nữa xuống like anh liên hệ trực tiếp với Thiệp xem mà anh em bên vâng, nếu anh em thì, có nhu cầu em sẽ liên hệ thì để nhập hệ những cái em, dòng xe các anh đang có nhu cầu. Gọi là xe tăng cường. Giao lưu. Mộc nhá, một chiếc này là mộc, câu chuyện vừa mới mua xong. Không, Nguyễn Nam rất thoải mái, Nguyễn Nam ơi. Xe bọn em bỏ ra tuần lấy tiền là phải yêu cầu an ninh chính chủ tuyệt đối cho anh ạ. Còn nếu không phải những cái dòng chính chủ an ninh như những chiếc Dream cổ thì rút nó sẽ lâu hơn anh nhá. Dream vâng, lâu anh, năm. Đinh Kim Dung đang bảo là anh Thiệp nói hay thế, tán gái chắc một tuần siêu lòng. Chắc. Nói một hơn 10 năm mới lấy được vợ, ba mấy tuổi mới lấy được vợ các anh. Rồi anh em ạ. Tán gái chưa chắc là ok. Nhưng mà vâng. cũng tán được, nói chung là cũng tán được. Tán về nó đập cho vợ, nó đập cho vỡ alo. Rồi, một chiếc Liberty tiếp theo anh em nhá. Hàng này là hàng mộc nhá, mộc bản sơ bản mộc luôn Đức anh em nhìn này. Đây. 100 chạm chưa? Chạm rồi anh ạ. Vâng, em báo chạm rồi, nhưng mà chất thôi, anh hỏi chất không thì em trả lời chứ chạm rồi. Đây, bên kia bị thì thường là bên này sẽ xuống theo. À, tóm lại. Ok. Đổ bên này xuống nhá. Một tí. Gây ra những cái này. Đấy.
Nên là thôi, nếu mà nó có xước xát thì anh em cũng hết sức thông cảm. Đơn giản là vì xe mộc chạy từ những năm 2015 đến giờ là câu chuyện của 9 năm rồi. Cái việc 9 năm cho việc xước hay là đổ xe một chút là chấp nhận được anh ạ. Còn nếu liên quan đến càng khung nắn vam hoặc là chỉnh sửa thì chắc chắn là bên em sẽ loại bỏ ngay lập tức. Đây, những cái vị trí đó là xước xe hai bên. Đồ của Piaggio thì tiền dọn nó sẽ không rẻ đâu. Nếu các bác mà làm hết những các vị trí xước cộng với dọn dẹp chiếc này hoàn thiện lên thì em nghĩ phải tầm xem tầm 1 triệu. Đấy. Thôi thì đấy là câu chuyện của dọn. Thì giá mộc hôm nay em để ra cho một chiếc ABS đời 2015 biển Hà Nội. Cầu biển giấy luôn. 29P149818 anh em nhá. 20 triệu. Anh em nhớ nhá, 20 triệu là mình được lại, được nhớ là bảng sân này, bản đỏ sân này. Mới là mua xong đăng ký Hà Nội xong là 65 triệu. Tay nắm còn zin này. Chạy thì hơn vạn này. Đấy, mộc như nào thì em để nguyên như thế để các anh cùng xem. Hai khóa đầy đủ. Nhưng nó chỉ xấu thôi. Đấy, thôi thì mở cốp. Chưa bỏ được cốp em coi lại. À rồi. Đang lỗi chưa mở được cốp. Rồi, cái mở cốp thì bên em sẽ phải có trách nhiệm. Tức là gì? Liên quan đến việc bảo dưỡng má phanh, còi đèn sinh nhan cộng với cả là ổn định để di chuyển ấy, là bọn em phải có trách nhiệm giao xe. Còn về hình thức, các bác muốn đẹp, muốn mông má lại thì các bác phải đầu tư thêm một chút. Rồi. Này anh em này. Không chắc là cũng em nghĩ là cũng chỉ 500 thôi, không đến 1 triệu đâu. Tại vì nó đánh trọng điểm, nó bị mỗi này thôi. Còn phần này các bác nhìn đẹp cái này em. Ăn quả nào sâu quả nấy, đúng không? Rồi, thì đây thì mình xử lý dễ. Phanh ABS. ABS một bánh trước, động cơ máy 125, hàng của Piaggio. Mới câu chuyện là hơn 60 triệu. Bác nào có thể check 57 triệu chưa đăng ký thời điểm hiện tại ngày hôm nay, giá của Piaggio. Đăng ký xong Hà Nội phải rơi vào 7 triệu. 64 triệu. Bây giờ mua chưa đến 20 triệu. Chính xác là 20 triệu. Sorry, để chưa đến 20 triệu. Thì các bác biết rồi, rẻ hơn 1/3. Bán ra 20 triệu đúng không? Bán ra 20 triệu. Anh em đang nói là cả dọn luôn thì anh gọi em anh thay cho chắc em. Chắc là anh 500 thôi. Đúng anh rồi. Em ơi, cố lên vì thực ra đây là cũng là các giá của bên bán báo lại. Khả năng là 5-700 tại vì liên quan đến sơn. Và đồ cái nẹp này nó thắt đắt. Đấy, cái đồ Piaggio này em cũng không dám nói mạnh được là nó rẻ đâu. Nếu mà quay thì nó thật vài 300. Đấy. Ra là đến lúc các bác lấy thì các bác có thể thay một cái nào màu khác mình thích thì cái đấy nó cũng là chủ trương của các bác thôi. Còn về tổng quan như là các bác nhìn như tay sách này hay là những cái rè Oppo hay phần sơn cứng này đều rất là đẹp, đúng không ạ? Cái niệm mạ này nhá, nó là sinh ra là chống dỉ nên cái việc dỉ này các bác đánh đi hoàn toàn bóng sáng đẹp. Đấy. Vâng, hiện tại là bán ra với giá là 20 triệu, em chưa bao dọn. Chưa bao dọn nhá. Tóm lại là bây giờ thực ra là cái con này nếu mà anh em muốn dọn ấy thì với con mắt của em thì anh em chỉ cần sơn một tí này. Đấy, cái này thì nẹp thì chắc nó mất tầm vài trăm nghìn anh em ạ. Được cái là máy đã xác định cái dòng Piaggio, anh em phải cắt cho em 5-700. Máy này. Đấy. Anh em nghe máy này. Máy thì ngon lành không rồi. Có nhiều đâu, okay. Em tiếp rất nhiều khách hàng hỏi nhưng hiện tại thì trong nhà em còn 3 chiếc đều biển tỉnh thất 14-20 và một biển 14 màu trắng nữa, tổng 3 chiếc biển tỉnh. Hôm nay mới ra được biết biển Hà Nội. Và giá 20 triệu cho máy iGate nhá. Máy Liberty ABS là máy iGate. Đấy, để các bác có thể yên tâm, được chưa? Công nghệ máy mới nhất mà lại được trang bị máy iGate thì quá hợp lý rồi, đúng không ạ? Xe 2015 chuẩn rồi. Tất cả các thông số ABS trên mặt này, anh nhìn này. 20 triệu đồng, chưa bao dọn anh em nhá. Hợp lý đúng không ạ? Anh nào hỏi liên tục đấy thì anh chốt cho em đi nhá. Mấy trăm dọn thôi, mình lấy để mình dọn cho nó mới theo ý mình anh ạ. Hợp lý cân đối chốt sớm nhất có thể. Rồi, tiếp theo anh em nhá, một chiếc không. Một chiếc Winno X anh em nhá, Winno X biển 19 Phú Thọ ạ. 19E137001, anh ơi cho em một vòng đi anh ơi. Rồi. Hàng là bản ABS, dòng máy động cơ 150, hàng côn tay 5 số, sorry Winno 6 số. Quá hợp lý, bác nào mà chạy đường trường đi phượt để số 6 cho em, cảm giác là coi như là miễn chê luôn rồi. Đã là trang bị hàng côn bình thường đúng không ạ? 5 số thôi nhưng bạn này sang được tận số 6 thì anh em thấy, anh em có thể liền nhìn số. Số bên này nhá, anh em cùng xem với em. Đấy, ABS trên màn hình số 2, số 3, 4, 5 và 6, anh em thấy được không ạ? 6 số cho cái giải công tư km, em nghĩ là chắc phải tầm trên 60 70 thì anh em đi số 6 là hợp đất trên 50. ABS ở đây. Đấy, vạch xăng, đồng hồ 2 km tổng. Tất cả vòng tua này toàn dưới 2 mà để số các anh thấy hợp lý đúng không ạ? Sấp xỉ 2. Nếu mà về mo thì khẳng định là chỉ có hơn 1 thôi. Đúng tiêu chuẩn của các bác về mo nó sẽ xuống vòng tua dần. Đấy. Quá hợp lý. Chính ơi, basic em chỉ còn một con thôi anh ơi. Chỉ còn một con có 17-18 triệu thôi. Đẹp. Quá đẹp. Vừa được ABS, vừa được 6 số. Chắc cũng chăng là nhược điểm lại câu chuyện biển tỉnh. Nhưng mà thôi, nếu anh em nào ở Phú Thọ
hay những anh em chỉ quan tâm đến một chiếc xe côn đi phượt, đi đường trường, giải quyết những cái nhu cầu của mình, thậm chí chạy dịch vụ nhé, thì mình có thể tập trung như chiếc này giúp em. Đấy. Tỉnh thì nó lại rẻ, đúng không ạ? Đúng rồi. 20 biển 19 anh em nhá. Vâng. Rồi. Rồi. Đời là 2021, 2021 giá để cho anh em mình là 22.800, quá rẻ, 22.800. Đấy, bác nào mà không thích zin mấy chiếc vừa rồi, với cái phiên bản nào cũ, nào bổ máy, nào bé nhỏ, thì các bác sang đây, giá bằng nhau, nhưng mà được côn tay 150, được 6 số, được rất là mới, khẳng định là zin. Thế thì các bác tự tin chơi những dòng này cho em. Toàn lướt mới mà giá rẻ hơn mới thì bằng một nửa rồi. Mới các bác đăng ký xong phải xem 40 và hơn 40. Anh Tuấn Độ đang hỏi là shop ơi, có con AB đời 2011, 10-2011, máy móc nguyên bản đẹp. Vâng. Không shop có anh ơi. Con 20 phân khúc ở tầm 15 đến 17 đấy anh. Hỏi chắc là FI đầu nhỏ. Đúng rồi. 17 triệu ngày hôm qua em vừa like con màu đen, hai con màu đen bên nhà, một con là 16.800. Đúng rồi ạ. Con 17 triệu nha anh nhá. Màu đỏ thì có con màu đỏ hình như là cũng 15.8 hay 16 triệu đấy, em cũng không nhớ, nhưng mà ngày hôm qua em mới lại huệ like ấy. 22.800.000 nha anh em nhá, một chiếc. Vâng. Winner X đời 2021 màu đỏ đen. Ok, cảm ơn tất cả anh em. Anh Lân Tăng đang bảo 20 triệu bao chọn bao dọn con Liberty. Vẫn là 20 triệu đúng không ạ? 20 vâng. triệu là em báo chưa. Thôi không nhiều đâu anh ạ. Em sẽ cố gắng. Thôi anh nói thế em ra lọc thêm 200 là 19.800 chưa bao dọn nhá. Cái rồi. Dọn Liberty thì nó có thể rôm rôm đấy anh ạ. Vì anh Đoàn Thanh Hải đây cũng bảo là bệnh ngoài da nó không đáng gì cả. Đúng mà rồi. Nếu mà chưa có tiền anh cứ lấy thế đi cho em đi. Cái mở cốp em xử lý rồi, free rồi. 19.800 chiếc Liberty đỏ ABS, đổ xăng là lăn bánh, đảm bảo với anh đầy đủ luôn. Còn hình thức sau có tiền mình sẽ đắp vào thêm mấy trăm nữa cho nó ngon. Quan trọng là đấy. Quan trọng bây giờ là những cái đơn giản đấy thì nó không đáng bao tiền. Còn ok anh Hoa Kiều nhá. Ok anh Trần Độ. Vâng, cảm ơn tất cả các anh em. 50 lướt giờ có không? Hiện tại em không có. Em sợ giá sẽ dao động ở tầm khoảng trên 101 là vẫn trên dưới 101 là chắc chắn. Từ cái thời điểm đấy giờ mình không mua được con nào nhỉ? Cứ ghét, ghét ai bảo ghét nó. Để ở nhà 4-5 con thì suốt ngày ghét, buổi nào like cũng mắng, cũng nói cái ông mua nhiều, em cũng mua một chiếc nên bị nói nhiều. Thế thành ra từ lần đấy gặp là cứ sợ. Tóm lại là từ hôm đấy là không mua thêm con thật nào. Thật sự là các anh bảo bỏ ra 145 triệu mua, lúc bán là 108, em vẫn nhớ em là người mua và em cũng là người bán. Sếp nhìn thấy thế không phạt là may rồi, bận sau nhìn thấy xe đấy là nhớ đến 3 năm sau không quên. Nguyên Quốc đôi, xe đẹp anh ơi. Vâng, cảm ơn nhá, cảm ơn rất nhiều các anh em. Rồi, một chiếc sáp của SYM. Rồi. Anh em nào quan tâm giá vừa vừa tiền thôi mọi người nhá. Hàng là được cái là SH giả vờ đây, hay cái câu chuyện SH giả vờ. To, đúng không? Cao mà lại rẻ. Đấy, nhiều anh em còn nói thêm là còn okay, biển anh biển đẹp. Trần. Có đấy ạ. Chắc là tầm mai em like được bên tầng 3 tầng 4 là những cái dòng xe côn trên đấy, chắc là ngày mai ngày mai. Dạ. Rồi, chiếc SYM biển 230M19797 biển đẹp siêu đẹp đúng không ạ? Thôi, giá trên này 9 triệu rưỡi thôi. Câu chuyện là biển đẹp, để đấy không quan tâm. 9797, anh em thấy cái biển quá đẹp giấc này. To cao, dáng quá đẹp. Đấy, máy thì ok, đề phát nổ luôn. Ngon lành. Gương còn theo xe, được không ạ? Đấy. Các bác cùng xem dáng của dòng xác. Cảm ơn Tiên Trần nhá. Em thấy rất là hợp lý luôn. Câu chuyện nó là được rất nhiều. Được dáng đẹp, được biển đẹp, xe to cao, mà giá thành thì có 9.500.000 thôi. Đấy. Ưu điểm thì cốp điện nhá, cốp vẫn mở cốp điện luôn. Các bác có thể xem cùng cái cốp điện này. Đấy. Con này rất là đẹp mà nhỉ? Đây cốp đây này, đúng rồi. Đấy, cốp điện đúng không ạ? SYM. Đúng rồi. Cái mặt mũi nó sáng sủa lắm. Đấy, anh ơi, đấy, quay cho em. Là ngon lành hết. Nếu cốp mà anh em được, nhìn vừa không tầm. Muốn để nó có cái chữ sát này anh em 150k thay đôi tem. Đúng rồi, bao nhiêu làm cho em quả tem SH dài lên. Em cũng đã từng làm rồi. Vì ngày xưa mấy anh em ở trong nhà cũng đã chạy rồi. Nhưng tất nhiên là tem dài đỏ chạy. Ưu điểm thì nó sẽ là những cái em vừa trao đổi rồi. Biển đẹp, giá rẻ, xe cao ráo, mặt dáng rất đẹp anh ơi, quay cho em mặt. Nhược điểm thì là thương hiệu SYM. Nó không được đánh giá mạnh về cái dòng xe động cơ xăng ở ngoài Bắc nhiều. Anh em nhìn pha kính rất là đẹp đúng không? Trông giống một chiếc SH bình thường. Trong veo, quá đẹp. Anh em thôi về làm 9.500.000. Bác nào ưa cái đẹp, bác nào ưa xe to liên hệ chốt cho em nhá. Được cả biển, nhớ cho em là 9797. Biển rất là đều và đẹp luôn. Gương còn theo xe. Nhìn thiết kế, tay nắm này còn zin. Đấy các bác thấy này, các chức năng này vẫn rất là ok, mặt kính pha. Hoàn toàn có đồ thay thế bình thường nhá. Nhiều bác cứ lo Yamaha SYM không có đồ, nhưng em khẳng định vẫn có những cái trung tâm head của SYM. Nó ít hơn Honda là thật, nhưng nó vẫn có đều. Có nhiều luôn anh em ạ. Không đắt như Piaggio. Đấy.
Không đắt như dòng Piaggio đâu. Bác nào đúng tầm ngắm, yên này, chắc không? Ngồi cả gia đình. 97 anh em nhá. Quá hợp lý. Rồi, tiếp theo một chiếc Click. Cũng đẹp, không kém nhỉ. Yeah. Toàn những chiếc xe dọn đẹp. Đấy, bác nào hôm nay xem live có thể thấy. Những chiếc xe em sở cũng thấy sướng. Đây, quá mượt luôn. Đấy, từ cái vị trí này nó cũng đã được trang bị một chiếc, em nghĩ là cũng đã đầu tư việc sơn si và trau chuốt, gọi là trang bị đến tận răng rồi, hoàn thiện hết rồi. Dành cho những chị em nào mà thích đẹp, thích xe Honda, chắc bền, rẻ. Ừ. 6 nan anh em ạ, 6 nan, đời 2010 rồi. Vâng. 9 biển 97, ngon mà thua mỗi cái biển 97. Chính xác, nhiều khi nhưng là không, biển, nhưng mà tầm tiền rẻ, đúng rồi, em nghĩ cũng thua. 97F8 anh em nhá, 4485, nó không quan trọng, tại vì em nói là nó là cái xe ít tiền anh em ạ, không quan trọng, quan trọng cái chất lượng xe. 2010, 9.500.000, bác nhớ cho em nhá, đầu tư từ cái tay phanh, nói một cách khác trang bị đến tặng răng là đúng, tay nắm, đúng không ạ? Mặt bàn thờ, pha hay các nắp sinh nhan đều đã được trau chuốt hết rồi. Tổng quan cho một chiếc Click khẳng định là đẹp, bản đời chót 6 nan. Đấy, yên cũng bọc lại, tay ra máy cũng là đã là hay là tay sách Oppo đều được đầu tư. Em cũng rất hiếm khi gặp một chiếc Click ở bên Hoàng Kiên tầm xe dưới 10 triệu mà bạn kỹ thuật lại cho đầu tư lớn đến thế này. Đây là một sự gọi là trau chuốt, chắc là có cái yêu về cái máy chất. Anh em nghe máy này. Đây là muốn đầu tư cao để bán những cái giá cũng không phải là rẻ đối với Click Biển Tịnh, em khẳng định 9.500.000. Đúng rồi. Nó là mức giá cũng có thể là cạnh tranh với biển Hà Nội được rồi, em khẳng định luôn, nhưng mà nó đẹp, thật sự đẹp, là đẹp. Nhìn đẹp. Các bác nào có chung quan điểm với em nhìn đúng không? Đồ đẹp này. Đây này, đơn giản là các đồ rất sắt của họ rồi. Nó đẹp thế này thì mình phải đưa cái đồ nhựa nó lên theo, đúng không các anh? Đây đồ sắt xi của xe này. Đấy, nó đẹp thế này mà các cái ốc này còn zin hết. Không à? Bình thường thôi anh em ơi. Máy 125. Nói chung là S của em thì các anh em có thể chạy như những dòng xe Enzo ngày xưa hoặc một chỗ những dòng xe về nói đến ăn xăng thì nó cũng sẽ nhỉnh hơn những dòng Honda một chút. Anh Vũ Ngọc Dương có Vario không anh? Không chị? Không còn ạ, Vario vâng. Em hiện tại có Vision 2015 không anh? Anh Nguyễn Văn Thanh cũng có đấy ạ, con dáng đấy nó dao động tầm trên dưới 20 anh nhá. Vâng. Với biển có tỉnh và biển Hà Nội. Màu đen không? Vision màu đen. Em có một chiếc ngay sau tí em like, đời 2024 đấy, sáng nãy em bảo rồi. Sát thì ăn xăng. Đúng. Thôi rồi. Không, nếu anh chạy cái hàng 150 nó sẽ là tốn hẳn. Còn nếu 125 thì câu chuyện thực ra là Click anh em nói Honda tiết kiệm xăng, nhưng nó đã là dòng không có phun bơm xăng điện tử ấy, thì cũng vẫn là tốn đấy. Đấy nên là Click máy 110, còn lấy SOM xác là máy 125 thì cái việc xác của 125 tốn là nó cũng là đúng thôi, vì nó không có phun xăng điện tử đấy, và xe ga 125 rồi. Vâng, con này chúng ta đẹp 9.5 triệu rất đẹp đúng không ạ? Nếu anh em lo về vấn đề ăn xăng có thể liên hệ bên kỹ thuật, em có một cái bộ chế gọi là tiết kiệm xăng đâu đó là 300 hay 350k thì các anh có thể liên hệ lắp đặt cái phụ kiện đấy để nó có thể tuần hoàn xăng một cách gọi là tối ưu nhất, để nó cái lượng xăng tiêu hao nó hợp lý nhất. Click đẹp lắm anh ạ. Vâng. Thực ra là giá đẹp thì nên là cái giá nó cũng cao. Xe đúng đẹp. Rồi. À. Nhanh. Xe đẹp nên là giá nó cũng cao anh em ạ. Tại vì biển vâng. Tỉnh mà bây giờ em bán ra với giá hơn 9 triệu đồng. Dọn Nhất Long lên Dream, vẫn thích Dream. Vâng, em sẽ lên Dream tiếp theo đây. Mời các anh em tí nữa sẽ đợi nhá. Một đàn Dream lúc nãy rồi. Anh được. Em nhá. Còn tí nữa còn con nào ra nốt ạ. Phải luân phiên một chút. Những chiếc giới đích 2022. Vâng, giới đích anh em nhá, biển D2 Bà Trưng, bản tem nổi ạ, màu đen sần. 29D264587 anh em nhá. Anh ạ. Sao để anh? Ở đấy có mà anh. 29D264587 giờ đích 2022 bản vành đúc phanh đĩa nhá. Đây là bản vâng. Mới nhất rồi. Anh để cho Tuấn tiếp. Rồi. Vâng, bản vành đúc phanh đĩa, bản đời tem nổi, một chiếc đặc bản đen đỏ đen. Đấy, bản FI biển D Hai Bà Trưng nha anh em nhá. Đây anh em quay gần trên. Rồi, đây để em check xem nào. Anh em ạ, chạy xem nó công tơ chạy bao nhiêu. Hơn 3.000 cây. Tháng 6 của 2022. Đấy anh em nhìn mới không ạ? Đấy, thấy không? Đây, biển số 29D2 này. Rất là mới ốc trục ạ. Rất là đẹp nha. Đấy, trục gần, trục có rất là đẹp luôn. Lốp là zin hết rồi. Đồ đạc là nguyên theo xe đất. Biển phố. Anh em nhìn những đồ sần này. Đây là chế FI nhá. Hàng là có phun xăng điện tử. Tay sách cũng còn zin, Oppo cũng theo xe. Anh em nhìn cái trục giật này là những cái đầu ốc này quá đẹp. Nói chung là hàng cao su vẫn còn theo xe. Nói chung là bác nào thích thôi, chứ còn giá đúng xe rồi. Thì chả có gì để chê cả. Rồi anh em nhìn chìa khóa này. Em nghĩ là giá, câu chuyện lại là giá rồi. Một chìa vẫn phải sử dụng. Tí nữa tháo cho chị cái này, để chị lắp bắp xe của chị.
lấy cho hai cái, lấy một cặp. Rồi giá trên like để bất ngờ luôn, 20.800.000. Sẽ là động viên anh em nào đang cần một chiếc, nhớ cho em là bản Sport, GX Sport, vành đúc, phanh đĩa, đắt nhất, không tắt được đèn, mở cốp ở khóa trên, chìa. Đấy, tất cả các chi tiết anh em nhìn có thể là nguyên bản theo xe hết. Đấy, để bác nào đang cần chiếc xe quay lướt, anh Nguyễn Văn Thanh có thể liên hệ cho anh. Ok anh. Con nào không rồi, ok anh ạ, chờ em một phút nhá. Hà Nội rất đông đúng không? Rồi. Anh em có thể thấy rất nhiều các anh em khách hàng ở đằng sau hay chưa ở bên rồi. Trái đều là những khách hàng đang làm thủ tục SH màu xi măng đẹp. Theo thứ tự. Đúng rồi. Biển thôi chứ cũng mua được xe ra. Ok. Nếu mà đi sóc nó bị lẩy thôi anh ạ. 64587 anh quay lại biển giúp anh em. À, nếu 4, đúng 5, ra 6, là 45678 nhưng mà chắc là chạy vào ổ gà nó bị sóc nó lệch mất mấy số anh ạ. Tinh phết anh Vũ Hải. Rồi. Tinh đấy. Anh em nhìn là hơi bị tinh đúng rồi. 20.800.000 hợp rồi. Lý. Bây giờ giá này thì các anh em mua quay mới quay A nhưng nhớ cho em quay giờ SX mới đăng ký xong sấp xỉ 30 triệu. Hoàn toàn cao hơn quay A rất nhiều. Đấy. Đây Vision đây anh ơi. 2024 bất vâng, ngờ chưa? Anh em thích chọn Vision. Biển lại đẹp, màu thì đúng dạ, là vâng, không có gì lại. Để chê, đen sần. Chút nữa anh ơi. Bản lại được bản cá tính, vành cao, ốc trục. Okay. Ôi trời nó đẹp thế này mà đúng không? Đẹp ơi là đẹp luôn. Zin hết luôn các anh em. Zin. Ôi cái tay nằm. Vừa dắt ở hiệu, cái này là vừa để ngoài hiệu Honda, hết Honda về các anh em nhé. Vừa để ở Honda về đến đây luôn. Không thể mới hơn được nữa rồi. Đấy, cổ bô. Khả năng là em nghĩ là xe chưa chạy. Được. Anh em dắt ở ngoài hết Honda về đây bán. Ê, trên người thôi. Mới thế này mà. Quá là mới anh em ạ. 240 cây. Rồi, coi như nói một cách khác là mua ở phía gọi là Bỉm Sơn Thanh Hóa xong về đây bán. Tức là vừa mua ở Bỉm Sơn Thanh Hóa thôi, 200 cây mà đúng không ạ? Thành phố Thanh Hóa về đến đây. Đúng rồi. Anh em nhìn 295 89336 anh em nhá. À. Anh em nhìn mới không? Tài sách này anh em nhìn mướt mượt luôn, chưa một tí nào luôn đúng không? À đây đây chưa, chưa thì chưa đúng. Đây, tí một tẹo. Đây, thụt thò này, những bảy màu này, những ốc này. Anh em nhìn rõ không ạ? Đây. Đăng ký là tháng 3 của 2024 các anh nhá. Tháng 3 2024. Nói bây giờ đang cũng là tháng 3. Tức là nói một cách khác là tính ngày chưa được tính tháng. Nếu trên tổng thời gian đăng ký là xe tính ngày chưa tính tháng. Giá để cho anh em mình thì cũng okay, không rẻ, chính xác là giá lướt rồi. Giá này thì các bác cũng xác định tiệm cận với giá xe mới. Đúng rồi. 37.800. 37.800. Tóm lại nó là hàng xe lướt anh em nhá, dành cho anh em gọi là hàng lướt lát. Sẽ nhiều anh em sẽ lại trao đổi. Anh em biển tình hoặc qua muốn mua một chiếc xe đi luôn. Hoặc là anh em Hà Nội nhưng mà ngại đăng ký thì làm qua, cho con này nhé. Qua chất nhá. Đúng không? Qua 240 cây rồi, mình xác định nó là xe mới. Đấy, mình xác định nó là xe mới chứ không phải vâng. Là ví dụ chảy 3-4-5 nghìn cây, nó cũng là xe hàng lướt lát rồi. Nhưng mà con này qua 240 cây. Anh không? Phạm Thành Chữ nghỉ thôi. Vâng, em chưa anh ạ, anh Nguyễn Đại đẹp nhỉ. Vâng, được. Toàn xe ok. Anh ấy còn The Gym, em còn tí em ra ngay sau này thôi anh ạ. Anh Hùng Đinh, tóm lại là chắc chơi bời, thua tha. Hết tiền thì bán. Có nhu cầu anh, nhiều anh em nhá, em gặp nhiều khách anh em ạ. Họ là bố cho tiền mua xe, nhưng phải nhìn thấy xe thì bố mới đưa tiền. Mà bắt buộc là bố yêu cầu mua con Vision đấy. Thì bạn ấy lại chỉ thích quê A thôi. Thế tóm lại là bạn mua Vision, gửi ảnh, bố trả tiền phát là đưa trên đường. Từ từ ngoài hét Honda là chạy thẳng về nhà em. Em nhớ là đợt đấy mua đâu đó là 1,1 cây. Tức là hét Honda của Nguyễn Khánh Toàn. Về đến đây đúng là 1.000 là một coi như 1,1 cây. Đấy, về đến nhà em anh là em mua toàn thành công. Đang bảo là trưa nay anh lên thăm xe ở cửa hàng Hoàng Kiên. Vâng anh okay. Tuần nhá. Cảm ơn anh nhá. Đấy, ok, mình tính xấu. Để anh em thấy em được chào có anh. Rất nhiều khách hàng là cũng chỉ có nhu cầu là không hợp lý, họ anh không phù hợp với họ là họ bán thôi anh nhá. Anh Nguyễn Sáu đang bảo là chốt ra lọc một củ nhé, dòng này lướt lát không ra lọc được một củ đâu anh. 37.800. Em thế đúng em... anh Phạm Nam. Mới lắm anh ạ, xe mới có 240 cây mà. Vâng. Nó là hàng quá chủ yếu là nhu cầu và sở thích đúng tầm của các anh không thôi. Đúng còn rồi. Xe thì em khẳng định với những chiếc có 200 cây không có gì để chê cả đúng không ạ? Tóm lại là xe các anh em mua về không cần những đi đăng ký. 240 cây đăng ký xong thương ngon lành cành đào hết rồi. Xe đẹp chạy được mua 240 cây. Vâng. Đấy, đăng ký đi luôn. Anh em đi thôi. Đây xong bắt đầu lên con đỏ cho anh em đăng ký. Vâng. Con xa đỏ. Một chiếc cũng đỏ nhưng mà chiếc gọi là Alpha dài thôi. Gọi là cũng quay 100 bản đầu bò 4 ốc nha anh em nhé, đời 2009 ạ. Ưu điểm là được máy 100. Vâng. Nhược điểm là chắc là hơi cũ rồi, nhiều anh em sẽ lăn tăn nhưng 627 34 đúng rồi, chiếc này em nhớ đời 2006 đỏ đen mua của anh gì ở Hưng Yên ấy. Rồi anh này. Anh cũng là kỳ tích, được cái máy zin rất là chất nhưng rồi. Mà đồ hình hơi đuối nên là và giá thành không hề, nói chung là cũng hợp lý, ba sếp mua cũng hơi gấu. Có khả năng là sẽ hạ xuống thôi, 10.500.
10.500.000 cho một chiếc Alpha 206, không có cách nào vì đã dọn thêm vào rồi. Sếp mua hôm đấy là 9.500.000. 9.500.000 bán cho 10 triệu. Dọn vào thêm rồi đây. Ok thôi được coi rồi. Coi như không hòa vốn. Dọn mất mấy trăm rồi nhưng mà mua 9.500.000 thì chị Dung có ý định là bán hòa. 9.500.000 cộng 500 tiền dọn bán 10 triệu cho anh em nào đang có nhu cầu cần một được chiếc Alpha. Em đây, xem hôm đấy dọn đúng là hết 500 mà sao dọn cái gì đấy. Máy zin anh em nhá, đây, đúng máy zin. Tem này là tem 209 em ạ. Đúng rồi. Tem 209 nhưng mà xe là 206. Máy zin luôn anh em nhá. Đồ đạp thì vẫn thực ra là rất là thật xe. Rồi. Máy ngon, mà đồ đạp nó xấu xấu vừa vừa. Để đạp gắt được cái mỗi cái máy thôi. Rồi. Anh em đi ăn 10 triệu, 10 triệu Việt Nam đồng. Coi như là không được đồng nào luôn anh em nhé, lỗ vốn luôn ạ. 200 cây chắc là đổ đầy bình xăng hết là bán luôn, chúng tôi anh cũng định. Cho cái này còn xin sơn không em? Còn nhá anh Vinh Nguyễn nhá. Em còn con màu xanh trong nhà đấy ạ. Vâng. Con đấy đồ rất là đẹp, đều đồ mộc mạc, đều đồ xe đẹp. Simson. À, thích vâng. Simson. Đấy, anh quan tâm cái dòng Simson. Giới thiệu là một chiếc SH siêu đẹp đã lên đường tìm đường cứu nước. Vâng, da đẹp đã đến rước em nó về rồi ạ. Da đẹp. Da đẹp đã đến rước em nó về rồi. Rồi một chiếc Lít. Bản đèn LED rồi. Rồi. Không tắt được đèn xilon sao đi, đèn halogen nhưng mà là không tắt được đèn. Khóa smart key cũng là những phiên bản đời rất là mới. Đồ ốc này hay là xe này các anh em có thể xem cũng chả có gì để chê cả, để gọi như là mốc cả lốp lên rồi. Xin lông. Vâng, đẹp xin lông. 2021 đã đăng ký được sang 8 đã về mấy anh trai đẹp rồi. Rồi. Vâng, một chiếc bản xin lông nhá anh em nhá, là lít màu đỏ đô. Vâng. Dành cho anh chị em mệnh thổ mệnh hỏa cho em, tay khách vẫn còn pin theo xe chưa phải bán tỉa. Biển thì anh em nó đúng biển đúng tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lào Cai anh em nhá. 222 cũng là biển Tam Hoa này anh ơi. 2271 tháng 12 của 2021. Nó lại là ở đầu. Nhìn này anh em nhìn. Đẹp quá đẹp luôn. Quá đẹp. Nguyên bản đấy. Tất cả cả lại mô nồm để nên nó hơi bị ẩm ẩm với phần sần một chút thôi. Còn rất là đẹp. Rồi, 31.500.000. Bán rồi à? Bán cho em nghe rồi. 31.500.000 cho một chiếc lít. Rồi. Rồi. Hàng của 2021. Vâng, mấy chiếc zin đấy thì thực ra là rất là hợp lý mà anh em sẽ là cũng nhiều anh em đang có nhu cầu nên là zin thì em khuyến khích các anh em nếu đúng sở thích, đúng tầm nhu cầu của mình hãy chốt sớm nhất nhé. Vâng. Thì cũng là hôm nay em mới về được nhiều, hôm nay em về được 3-4 chiếc. Còn một chiếc nữa thì em ra nốt chứ còn đúng ra zin thì bình thường nếu mà cũng không thể một ngày nhập được nhiều vậy đâu. Vâng. Đặc biệt là cái tầm sàn ở trên dưới 20, rất là mong muốn những cái tầm đấy. Đưa cho anh em dùng nó cũng dễ, mua lại của anh em cũng lại càng dễ hơn, cứ lùi một chút nó là dễ mà cái tầm phân khúc dễ. Vâng, xe lít anh em 31.500.000 cho một chiếc 2021. Anh nhìn lại, anh quay lại một lần nữa để anh em có thể thấy được những cái đẹp này. Rất đẹp đúng không ạ? Các phím này anh em nhìn, tay nắm này, cùi này, tất cả là còn theo xe hết. Tất cả các cá lại. Anh Phạm Nam đúng biển Lào Cai rồi. Vâng, vâng, nếu mà anh đúng biển, nếu mà anh đang có nhu cầu thì hãy liên hệ chốt sớm nhất. Hợp lý đấy anh ạ. Hoặc anh có người quen, người thân đang cần một chiếc lít dáng dấp như thế này. Anh cam, có thể cam liên hệ. Có phải giá nhà mình không? Cam không phải anh ạ. À. Vâng, xe của khách thôi ạ. À. Độ được quả thụt ti dầu đầu ốc lên. Còn SH đen kia. SH đen kia trong kia đúng không? SH kia anh em đang xem đúng không? Vâng, xe cũng là của khách anh ạ. Vâng. Khách mua rồi, mua xong rồi. Anh Mạnh Cường quay cho em xem Simson. Có dắt được Simson không? Dắt ra Simson ra. Rồi. Dắt được anh nhá, vì vâng, cũng hơi để trong sâu. Anh Kiên cho em xem anh... con AB mà đời 2015 2016 xem. 16 nó khác anh nhá, 16 nó dao động trên 20, 15 tầm 20 đổ lại. Khả vâng. năng AB em phải hẹn anh em đến chiều anh, thì cũng là lượng xe bên này còn. Cường, em gái ơi lên 67, em 67 em đang còn. Còn một đôi, thôi. Giá 15 và 16 vâng. em vẫn nhớ. Anh nối nhớ cao nguyên có con nào 4-5 triệu không? Có xe ga và xe số à, với những dòng Viva và Silos ga với Antina Novo. Anh Dương Nguyễn đang bảo là xe đấy bao nhiêu? 31 triệu con 31.500.000 cho một chiếc lít 2021. Nhớ cho em là bản không tắt được đèn. Quá smart key một đôi đầy đủ. Vâng. Rồi tiếp theo anh Nguyễn nhá. Hữu Lanh Suzuki GZ. Không còn anh Lanh ạ. À. Vâng, cảm ơn rất nhiều anh em đã chia sẻ. Anh Khải đã chia sẻ, đã chấm comment. Cảm ơn tất cả các vâng, anh em. Cảm ơn anh. Anh Xuân cảm Thanh. Cảm ơn anh. Chào em Dung nhé. Vâng. Rồi, chúng ta lại tiếp tục một chiếc SH anh em nhé, màu đen. Vâng, bản xe CBS ạ. 2022 150. Hàng thì em nhớ không nhầm là không có cái gì đẹp hơn và mới hơn được nữa.
Đấy, rất là những cái câu chuyện toàn những gọi là lướt của lướt hết. Rồi, anh quay một vòng quanh xe để cho em thấy. Vâng, con này biển số xe là 29D2-67001 anh em nhé. Xe rất là đẹp, anh cây lại cho em cái ống muống này. Đấy, thụt thò rất là đẹp nha anh em, ra máy vẫn còn zin cho xe này. Đấy, xe này, những cái dòng xe này là hàng lướt lát rồi. Tay sách cũng vẫn còn zin, chưa phải bán tiệm lần nào luôn. Biển 29D2 Bà Trưng. Đấy, bô ít thụt thò, đây là anh em là bắn gì nhỉ? Xỉm thôi, xịt tí nước hoa thôi, dầu bóng thôi, chứ còn lại là sơn zin hết 100%. Các bác nhìn này, những cái đồ zin này, zin đúng không? Quay mặt bạn. Rồi, mặt trên 6.100 cây anh em nhá. Anh em nhìn giờ xe nhà em giờ là xịt nước hoa thơm phức anh em ạ. Đến nhà em phát nhìn vào nước hoa thơm. Đấy, bóng như kiểu anh em bút keo ấy, bút keo lên tóc tóc tiếp dựng ngược lên. Thơm phức, đúng không? 6.000 cây. Giá là 83 triệu. Anh em lưu ý nó là 150 CBS, nhưng xe của 2022, đặc biệt là chạy có 6.000 cây, lốp lát đồ đạc còn nguyên zin hết. Thêm một yếu tố nữa là những xe 150 hiện tại Head Honda đã dừng mà họ tập trung sang mẫu 160. Về động cơ em khẳng định hơn 10, nhưng mà chạy không khác nhau. Anh em lưu ý chạy không khác nhau, có khác về trên các thông số một chút, nhưng chạy thì gần như cảm giác không khác nhau là mấy. Nhưng giá thì lại cao hơn rất nhiều. 150, 160 bây giờ nó phải lệch nhau như chiếc này 83 mà anh em sử dụng một chiếc mới thì câu chuyện đăng ký xong phải hơn 100. Thế để anh em thấy được hàng hai mấy triệu. Anh Trung Phạm Tiến cho chị cho em xem lại con nít. Anh ơi, cái con nít đấy là 2021. Vâng. 31.500 màu đỏ biển 24. Chạy cũng có hơn 6-7.000 cây, hàng rất là đẹp. Rất là đẹp, bản xin ông anh nhá. Hàng zin. Em Đức bê mâm cho em ăn xong rồi. Vâng. Cho đi rồi anh có thể bảo các bạn online gửi ảnh chi tiết cụ thể hơn anh nhá. Đúng rồi. Đấy, anh em nào mà có thích những cái dòng xe gì anh em cứ comment vào đây giúp em nhá. Một con này đi em ơi. Có zin thái mai zin em có luôn anh ạ. Tí nữa em ra. Không tắt được đèn thì 150k tắt được, vào tiệm bán xe thì vâng, đúng rồi anh Phạm Thành Hưng. Thực ra nhiều xe họ sẽ đấu thêm 150k cái công tác tắt đèn ở đây. Như chiếc này cũng thế này, chiếc này cũng có 3 nấc này, 1 này, 2 này và 3 này, 3 nấc là đã tắt được đèn rồi. Nhưng em đang muốn nhấn mạnh nó là bản không tắt được đèn, tức là bản đấy là bản mới. Đấy, tức là những cái xe không tắt được đèn thường là ở cuối 2021, đầu 2022 sẽ là không tắt được đèn. Đấy anh nhá. Của những cái dòng xe lít vừa rồi ạ, còn các dòng xe khác thì 5 tháng khác. Ý em nhấn mạnh nó là bản mới. Đấy, còn giá thành thì nó cũng không khác nhau các bản cũ, và chất lượng không khác nhau bản cũ là mấy, nhưng nó thiết kế mẫu mã và giá thành nó khác mới hơn thôi. Vâng, một chiếc Honda 110 2021 anh em nhé. Rồi, em Việt vừa mua là 12 năm, mua cũng là đỡ khách, cộng cho anh em 1,5 triệu, 14 triệu 2021. Vâng. Ưu điểm là mới Honda, nhược điểm là biển tịch. Đấy, màu đỏ thì cũng rất nhiều anh em hỏi. 36 này. 36B881672. 2021 nha anh em nhá. Đấy, xe vừa mới mua về tại cửa hàng, mua 12.500 đúng không em? Cộng 1,5 triệu. Cộng 1,5 triệu thôi anh em nhá. Vâng. Đấy, anh em nào thích quan tâm những dòng Honda 110 và giá dao động tầm khoảng 15 triệu quay đầu thì quan tâm cho em con này, biển 36 nha anh em nhá. Vâng. Đấy, nó chỉ là biển 36 thôi. Còn bình thường ra thì con này biển Hà Nội thì cũng cộng thêm tầm đôi triệu nữa. Triệu hơn triệu nữa anh em. Triệu hơn triệu nữa thôi. Vâng. Thì Honda nó không có cách nhau nhiều. Vâng. Cửa hàng mình có con Dream Việt tầm 25 triệu không em? Anh Hùng Lê Đình. Em có chiếc lúc đấy đây anh, Dream 209 nhưng không biết anh em nào cọc chưa. Chiếc đấy em thấy chất lắm, 228 anh ạ. Những chiếc Dream Việt này. Có một chiếc ở trong nhà 0840004 em vẫn nhớ. Thì vâng. Giá là 28 triệu. Thực ra là để nói máy thì em đánh giá chiếc 22.800 máy chất hơn. Nhưng chiếc 28 triệu lại là máy zin. Thế thì anh có thể chọn lựa những cái mẫu mình chọn zin hay là chọn chất anh nhá. Rồi, tiếp theo anh em vừa hỏi em con Simson. Đây, hàng Simson phục vụ anh em. Vâng. Anh em nào gọi là đây, như anh Kiên nói là những ngôi nhà cổ và những quán cà phê cổ. Đấy, kê là những ngôi nhà gọi là nó một thời em nhớ ngày xưa ở làng là chỉ có những các bác có điều kiện chạy gọi là lai thồ hay là nói chung là nhà có điều kiện. Em phải khẳng định những chiếc Simson này, đúng không ạ? Quê em thì có đặc trưng là một thời hay đi buôn chuối, các bác cái chợ lai chuối rất là nhiều. Không hiểu tại sao máy 50cc mà lại khỏe đến thế. Bây giờ đi tìm hiểu mới biết là Simson có 50cc phân khối mà lại khỏe lai thồ. Ngày đấy nó như một là dạng như một xe gọi là phân phối lớn rồi. Thôi. Em rồi, biển Hà Nội, biển Hà Nội
về đời 5 tháng thì thực ra cũng phải trao đổi thật sự chân thành là bên em những dòng xe cổ quá thế này thì thường là trực tiếp sếp Kiên sẽ là trực tiếp tham gia vào quá trình mua cũng như là thông số kỹ thuật. Bản thân em thì cũng không nhiều khi nó còn cao hơn cả tuổi đời của em nên là để hiểu biết thì chắc là cũng chưa được nhiều. Đấy, thì trao đổi với tinh thần là đã học qua một chút thì những chiếc Simson này là động cơ 2 thì hàng 50cc cũng có những cái nét mộc mạc đây các anh em xem. Đấy, như cái nước sơn này hay là những đồ nhũ này, đồ bò này thì thôi nó cũng dành cho những anh em nào đam mê xe cổ, chứ bảo lấy chiếc này chạy đường trường chạy xa thì khả năng cao là em cũng khuyến khích các anh em hết sức lưu ý. Wow. Kê kiểu chơi trà đá, kể quán cà phê ngắm nghía, đây là những cái là Simson cổ sẽ mang lại, gọi là giá trị của cổ điển các anh nhá. Thấy sếp duyệt một lần bán là 22 triệu chị nhỉ, mua 24 triệu à, vâng, mua là 22 triệu rồi đấy, cộng 3 mua 27 triệu, mua 27 được à, vâng, con này mua 27 triệu lô 3 củ anh em ạ. Kiên báo lô 3 củ rồi em ơi, mày đứng 25 triệu, 24 triệu, sorry, 24 triệu nhá. Thôi hôm nay em cứ nói thế thì em bớt thêm 500 nữa, 23 triệu 500, cứ còn trong nhà này em lại càng bớt. Đấy, đây số khung số máy nó chuyện vào đây đúng không ạ, 23 triệu 500 cho một chiếc Simson cổ. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cân đối, biển là 29653NS, hàng đúng biển của 50cc đúng không ạ. Rồi ok, mua 27 triệu anh em ạ, lỗ 3 triệu, bán 24, bây giờ là lỗ 3,5 triệu, bán 335, 235 235 thôi, lại bán 23 triệu, 23 triệu rồi. Vâng, anh Hoàng Nguyễn Hoàng Vũ, con đi với thì 20 triệu bao dọn không được anh ơi. Vẫn là 20 triệu em bớt 200.000 rồi, còn có 19.800.000. Cố lên anh. Thì anh em cộng cho em tầm khoảng 5-700.000 tiền dọn, gọi là dọn sơ đâu anh em nhá, dọn sơ chưa thay dầu, chưa thay dầu máy dầu láp đâu, tại vì nếu mà thay dầu máy dầu láp nó cũng thêm vài trăm nghìn. Anh Mạnh Cường máy số. Vâng anh nhá. Con Jin Thái Jin. Đây Jin Thái Jin đây, mời anh em đến với Jin Thái Jin. Con có đẹp. F51 xin giá. Anh ơi 23 triệu anh Đỗ Thanh nhá. Vâng, về 23 rồi. Anh em quan tâm F51. Đây anh đi một vòng tỉ mỉ chi tiết với một chiếc hàng Jin Thái máy Jin. Anh Nguyễn Văn Thanh ơi, Vision đời 2013 thì em để trên tầng 2. Chân an. Chân an chiếc này chỉ đánh giá là được, những đồ nhũ và máy đầu bò phải nói là đẹp. À hôm qua không like được. Sam nhá, Siam Gam Gosi S chuẩn đét luôn. Đấy, Thái nó phải thế nữa anh em nhìn quả đầu bò. Uy tín đúng không ạ? Quá uy tín luôn. Giòn xanh. Đấy. Ra. Ra máy càng bô 2543. Ốc trục, đây những cái ốc này, ốc Meyer này, hàng lườn này. Đây là anh lên cả gầm, 100 đồng. Đầu máy 824, gọi là chót của chót rồi. Rồi 823, 824 là toàn những chiếc anh em xác định là 202 nhá. Cả vành bánh sau, chân nan sau đều rất là đẹp. Đấy, mác nào đúng nhu cầu. Sam Gosi. Sam Gosi S mã vành, chân nan anh em nhìn. Qua được đúng không ạ? Của vành còn zin, hộp xích tán này. Các bạn nhìn mặt trên thì mình thấy được cái tán hộp xích vẫn còn cả. Anh Hạnh Trần chờ em một chút nhá để thiệp giới thiệu qua đây ạ. Xong hoàn thiện báo giá cho rồi, anh em luôn. Zin. Zin hiếm này, cũng là Thái luôn mặt. Rồi, anh em thấy được không ạ? Hàng Thái đấy, Thái Jin. Đầu máy 824 gong xanh chuẩn đét nhá. Bác nào đúng trong tầm ngắm thì có thể liên hệ cân đối. Rồi, yên cũng là yên sắt yên Thái này. Nắp bình xăng hay lườn này. Chưa rửa luôn tất cả các tai này. Còn hết. Mới về anh em ạ, xe mới về tại Mới về. Vâng. Trên live này anh em nào đang có nhu cầu hãy liên hệ chốt sớm nhất 59.500.000 đúng nhỉ? 59.500.000. Đúng rồi. Việt hôm qua là người trực tiếp mua. Đấy, kỹ thuật Việt và cũng kiêm bán hàng bên Hoàng Kiên. Trực tiếp mua thì để giá ra cho anh em mình là 59.500.000. Vâng. Nhớ cho em là máy Jin, đầu máy là 824. Đây, anh em cùng nghe tiếng máy. Chị. Vâng, 59.500.000 anh em nhá. Sang bán hàng 60 đi. Máy Jin này. Thực ra là chỉ đạo là bán 60, nhưng mà đã là trên live thì bao giờ thì em cứ chủ động lùi đi 500 để là anh em mình đỡ phải bỏ qua một cái khâu anh em bớt một chút, đúng không? Gọi là gia lộc một chút này nọ. Thì em anh cứ lùi luôn. Phòng khám Tâm Phúc 55 triệu. Anh ơi, bọn em đã bảo rồi, bọn em trên live vâng. Anh biết. Không được anh ạ. Vâng. 29S4 6415. Biển cũng rất ok. Đúng S4 thì anh em nào là 202, 203 thì không lạ gì cái biển này cả rồi. Đúng không ạ? 202 6415. Cân chưa ạ? Biển rất cân.
Anh hội lý đâu, anh đang bảo là giới thiệu chi nhiều quá. Anh ơi, tại vì em bán tất cả các tỉnh, đôi khi là cũng phải giới thiệu cho kỹ càng để cho anh em nhìn cho mới mới biết được là. Vì nói thật với anh em, đôi khi quay qua là những cái dòng xe em làm, em like rồi thôi. Like rồi em quay qua thôi, nhưng nếu mà anh em mà quay qua là anh em không thể nhận định được. Vâng. Không thể biết được cái chất lượng xe nó thế nào, ví dụ như những cái gì nó bị thay thế chẳng hạn. Thì bọn em đã giới thiệu rồi, anh em yên tâm, đúng không ạ? Đấy, những chiếc nó thật sự là nó cũng đẹp anh nhá. Thì em sẽ cố gắng tập trung vào để kỹ một chút. Anh ra phòng khám Tâm Phúc 15 phút có mặt 55 triệu. Không được anh ơi. 59.500.000. Nếu ra thật sự thích anh ạ, cố lên một chút nữa thôi. Mấy triệu nhưng nó cũng là để cho doanh nghiệp duy trì hoạt động. Và đặc biệt là nó xứng đáng với chiếc xe máy zin, đôi vành bánh Samgoxi, bô 2543. Tất cả những cái tay nắm, anh có thể kiểm tra lại tay nắm này. Nhiều đâu, con xe dòng này. Còn hết anh nhá, đồ này. Đấy, đang xem những chiếc thái giật, những chiếc thái dọn. Tự nhiên xem một chiếc thái zin nó khác nhau hoàn toàn. Khác, đúng rồi. Ngắm càng lâu càng thích. Mà con này là cũng chưa rửa đâu anh. Đúng rồi, máy này cứ nổ mãi cũng sướng. Đấy là bác nào đúng tầm ngắm, đúng sở thích thì hãy liên hệ chốt sớm nhất cho một chiếc zin thái. Đầu máy là 824 nhá. Đấy, không lạ gì dòng đầu máy này nữa. Ok, chắc là Đức cũng sắp xếp một lượng xe. À, nay có màu đẹp thế nhỉ? Con Dream Thái 59 củ, tâm nan không xấu nhớ. Quá cũng không xấu đâu anh. Gọi là được thôi anh ạ, không anh xấu cũng đẹp khoảng. Quay gần nơi em, thực ra là nó chìm theo thời gian anh em nhé. Chính xác anh ạ. Anh thấy cái này đúng không? Anh thấy cái này nó đúng rồi. Xuống đúng không? Nếu mà nó lên được vàng xanh thì nó lại khác nữa. Nó lại cao nhưng mà được cái chân nan nó vẫn đều. Đấy, nó bị lỗ chỗ theo thôi. Được cái là nó đều theo xe, nó gì nhỉ? Nó vẫn còn zin theo xe. Đấy. Đây. Này vẫn còn zin này. Rồi, anh lau qua mặt thời gian chỉ thôi. À, con Simpson vừa rồi bao nhiêu tiền? 23 triệu anh Phạm Tiến diễn RV rồi. Vâng. 23 triệu anh ạ, em hạ giá đây lỗ 4 triệu rồi. Hôm trước anh Kiên báo lã lỗ. Báo lỗ 3 triệu, hôm nay em hạ rất okay. Tâm lỗ 4 triệu. Mua 61 ABS 125 2017 bản đèn nét. Mua 61 triệu. SH cộng cho anh em mình 3 triệu, 64 triệu. Nhớ cho em là bản đèn LED. Đặc biệt là màu. Bản phanh ABS. Màu gì? Màu này là màu gì? Màu trắng. Màu trắng à? Vâng. Màu trắng đang dán xanh sần nhá. Đấy. Vâng, màu trắng biển Hà Nội. Xanh sần. Nếu mà mới các anh nhá, ABS và CVS lệch nhau đâu đó 10 đến 12 triệu cơ, không hề rẻ một chút nào. Đấy. Nhưng mà sang đến cái dòng cũ này rồi thì đây hiện tại nhà em như thế này là nếu mà 64 triệu thì nó chỉ lệch có 5-7 triệu thôi. ABS. Ưu điểm là nhớ cho em là ABS, phanh chống bó cứng, SH được chống bó cứng cả bánh trước bánh sau. Còn cái này thì là anh em dán sần, dán xanh sần rồi. Vâng. Nhá. Dán xanh sần rồi. Bản LED 2 tầng. Đấy phanh ABS này anh em nhìn đồ này, ốc này. Quay gần. Ốc này anh em nhìn này. Cái bụt thòm vẫn còn nguyên zin anh em nhé. Quan tâm thì công tơ chạy vặn 6. Đúng rồi, về hình thức thì đang dán một lớp chùm 3 lớp vì xe màu trắng. Còn anh lại đồ lũ thì đẹp. Thế anh đồ có đạc, dày đặn. Xe rẻ chở hàng không? Có rẻ chở hàng vẫn em vẫn có đều đây anh ạ. 64 triệu nhá. Anh em nào đang cần thì nhớ cho em bản ABS đèn LED 125, máy 125. Thường Coca chị Dung ơi đổi Rolex lấy SS không kha. Rolex à? À, đồng hồ à? Ờ. Này thì chắc là phải có thẩm định riêng chứ. Đúng về rồi. Lĩnh vực đấy thì khả năng em và chị Dung đều đuối cả. Đúng rồi. Đây lên cho anh em một mẫu Way, gọi là Way Thái. Phải ấy anh em ạ. Bây giờ thôi mình cân bằng với lại cái giá trị cuộc sống của mình thôi. Bây giờ chơi anh em chơi Rolex, đeo Rolex xong lại đổi con xe SH này, bốc mồm. Xếp đuổi. Ừ. Rồi một chiếc Quay nha anh em nhá. 1999, 110, hàng có dọn dẹp lên rồi. Chắc giá trên live hôm nay thì lại xuống 16.800.000 thôi. Bữa trước là live 17, nay bớt tiếp xuống cho anh em 16.800.000. Hàng có dọn dẹp rồi nên là nhìn tổng quan thì sẽ là báo cáo là đẹp. Đấy, đẹp thì cũng không có gì để chê cả đúng không ạ? Đẹp vì nó đã dọn rồi. Biển thì được cái biển 4 số. Rất là cân, đúng đời đúng biển. Hàng anh em cùng xem này, đầu tư này, dọn này, bô này, Goxi, vành này, Goxi này, đấy, chân nan sáng. Đôi khi anh em thích anh ạ, anh em thích dán theo mệnh. 16.800.000. Vâng, 16.800.000 một chiếc Quay Thái 110 anh em nhá. Vâng, máy dọn mà căng, đấy, tổng những anh em đam mê những xe dọn dẹp, sạch sẽ, đẹp đẽ, gọi là dành cho những anh em lười. Thì liên hệ. Cái lúc mà dán cái màu xanh thì xanh cũng, rêu ấy. Cũng rất là hot đấy ạ. Nó đẹp. Thế nhưng mà khi mà nó đi vào trong một thời gian đi nó bẩn nó vào nó sẽ tối màu thì trông nó sẽ xấu thôi anh ạ.
Vâng, bộ đội, anh bộ đội. Phòng khám Tâm Phúc số 1 chút nữa đi em. Con rim Thái 59.500. Chắc là em sẽ ra lộc cho. Đúng rồi anh ạ, hầu hết anh là nhá. Những giá đấy em đã chủ động. Ở bên trên đánh xuống là bán ra 60. Nhưng em chủ động là 59 à. Đấy, xuống luôn trong lúc đấy rồi để anh em mình có thể làm việc nhanh gọn nhất. Và cũng là để bác có thể tiếp cận với xe một cách dễ nhất. Tại vì những cái dòng xe đấy bây giờ cũng không nhiều anh ạ. Cũng không có nhiều đâu. Mà anh không cọc thì anh em khác nó lại cọc mất. Tại vì những cái dòng đấy anh thấy đấy, rất là lâu rồi nhà em mới mua được những chiếc Dream Thái đẹp mộc như vậy. Nay thực ra là có một chiếc Dream Thái đuối hơn như thế, nhưng mà anh chủ đến bán đòi 80, thành ra em trả 45 là anh 45-50 là anh ấy về luôn. Đấy. Đó. Báo cáo là không dễ gì mua được những chiếc Dream Thái đẹp các anh nhá. Anh ơi, có Vision 2013-14 máy Zin không ạ? Có chứ ạ. Thường hiện là Vision sẽ là nhiều máy Zin. Đúng rồi, Vision 2013-14 trên tầng nhà em đang có. Đúng mấy rồi con. Ạ. Rơi vào tờ giá dao động tầm khoảng 15-18. Vâng. 16 triệu. Anh hay có hai anh em đang hỏi em Vision nhưng em chưa kịp trả lời nha anh em nhé. Anh Lê Linh, alo. Vâng. Vâng. Anh có em... gì anh cứ nói ạ. Vâng. Cảm ơn tất cả các anh em. Vâng, tất cả những dòng xe hiện tại đang có mặt lại nhà em, anh ơi anh cho em một vòng lại cho anh ơi. Đấy, tất cả những dòng xe hiện tại đang có mặt nhà em rất là nhiều, những dòng SH anh em nhé. SH thì có những cái dòng SH nhập khẩu, SH Việt Nam, những cái dòng SH cà phê 150. Đấy, rất là nhiều. Anh chị em nào đang muốn mua những cái dòng xe gì thì có thể liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên online giúp em nhé. Đây, SH màu màu vàng be này, màu nâu cà phê này, màu trắng, rất là nhiều. Anh cho em một vòng ở trong này đi. Hiện tại rất là nhiều anh em đang xem live. Đờ Rim Thái bao nhiêu? Anh ơi, Đờ Rim Thái 59.500 vừa xong em có live stream đấy ạ. Đây đúng không? Con này đúng rồi. Đấy, anh vào đây một vòng cho em. Anh Thắng Bùi nhá, nếu mà anh muốn lấy, anh em nào muốn lấy những dòng Đờ Rim Thái 59.500 thì cứ liên hệ trực tiếp với bên em nhé. Chị xem wifi 3G vào có bị mất sóng không? Không. Đờ Rim Thái 209. Lên đồ Thái 209, máy rất là cao. Đờ Rim Việt. Rồi. 228. Vâng. Anh em nhìn đấy, đứng đây quay một vòng cho em là được. Rất là nhiều những dòng xe đồ cổ 82, 81, Đờ Rim Việt Nam, Đờ Rim Thái, những chiếc SH1 mọi người nhá. Liberty, ABS, đấy những chiếc SH Liberty rất là nhiều. Vâng. Anh em nào đang có nhu cầu mua những chiếc xe SH màu xăm banh. Một nhà thôi, đây là một rất, nhà. Rất là đằng nhiều. Đằng sau anh em những lượng xe cổ 67 Win vẫn liên tục 81 hay là 82 đều có cả. Nhưng đúng do rồi. Mỗi buổi hai chị em đâu đó có được hơn 20 xe nên là không thể phục vụ anh em một đấy, cách em sẽ tận quay. Tình nhất được. Anh cứ quay thì cho em nếu được anh một em vòng. Cần những dòng xe gì có đúng thể rồi. Lên đưa ra ý kiến để đội online có thể phục vụ chi tiết hơn. Đấy. Anh đưa cho một vòng để cho anh em nhìn những chiếc xe nào mà anh em cảm thấy ưng ý. Đây là những chiếc SH1 bên em nha anh em nha, màu trắng. Màu xanh cốm bên em cũng có vừa like. Anh Đỗ Tấn hỏi có ZX không? Em hiện tại đang hết ZX anh ạ. Vâng, màu xanh đá rất là đẹp này, màu xanh tím, màu xanh cốm. Anh Hà Đình Nga có quay Việt không? Đây nha. Quay Việt em còn nhiều anh. Anh quay bên kia xong anh quay từng hàng một thì nó sẽ đẹp hơn. Những chiếc SH bản LED 2 tầng màu đỏ nha anh em nhá, màu trắng. Anh Hoàng Nguyễn 67 em bán 15 và 16 triệu cho hai chiếc ạ. Vâng. 89. Rồi, rất là nhiều anh 89, em đang comment 89 là 50 hơn 50 triệu anh Dư Hiền ạ. Em đọc từ dưới lên. Vâng, anh Dư Hiền hỏi 89 là 47 triệu, hơi 50 589 anh nhá. 8289. Vâng. Những chiếc SH giá vừa vừa tiền trên 40 triệu có chiếc SH anh em nhá. Anh Thanh Bùi Đờ Rim bao nhiêu? Đờ Rim Thái ở ngoài là 595 đấy ạ. Đấy, những chiếc SH nhập khẩu màu trắng, những chiếc SH bản LED 2 tầng Việt Nam. Đấy, bản LED 2 tầng rất là form dáng, rất là đẹp anh em nhé. Những chiếc xe số Diên La Văn, xin SH giá 150, 29 CB nó khoảng hơn 80, AB nó phải sấp xỉ 90 anh nhé. Rồi, đấy, rất là nhiều những anh em đây hiện tại là đây xe quay 81, 82 nhỏ. 81, 82 thì nếu ngoài xanh sao ra, xanh sao thì có 17 triệu thôi. Còn 89 thì đẹp đấy. 82 bên đây. Trong kia thì nó con này 20, 50 anh em nhé, 47 triệu. 47 triệu, sơn zin, máy zin. Đúng rồi. Đấy, anh em nào quan tâm những dòng xe đồ cổ bên em cũng rất là nhiều luôn. 81 cũng có này, 82 xanh sao cũng có này. Đây, những chiếc xe 82 rất là nhiều, những chiếc xe đầu vênh 81. Anh em thấy nhiều không ạ? Đấy, anh em nào có nhu cầu mà mua những cái dòng xí, anh em có thể trực tiếp online cho các bạn nhân viên online anh giúp em. Anh Phạm Thủy, Vision đời cao. Nãy 67. Em có like rồi đấy ạ. 67 anh em nhé. Đấy, 67. Anh Phạm Nguyễn, Đờ Rim Việt. Vừa like xong. Đờ Rim Việt em vừa like ở trên rất nhiều gym rồi, các anh em có thể xem lại cái đường like lúc trước giờ này đấy ạ. Vâng, những chiếc 82 vừa tiền anh em nhé. Con này thì 16.800 vừa like xong rồi. Vâng. Anh em những chiếc 81 giá 81 từ tầm khoảng trên chục triệu lên đến tầm hơn 40 triệu đồng đều là có nhà hết. Em đang có luôn anh em nhé. Có xe mấy triệu là dành cho
lao động nghèo cũng không? Cũng có đấy ạ. Có nhiều vâng. Anh ơi. Anh Nguyễn Xuân Quý có côn tay. Xe côn tay đi. Anh ơi, côn tay thì hiện tại đang trên tầng 3, tầng 4 cơ. Dạ vâng. Hiện tại là em không lên được đấy nữa rồi. Ok, à, trên em đọc comment rồi. Nguyễn Tiên. À, xe 67. Anh ơi, hai con 67. Một con là 15. Một con 15, một con 16 triệu. Vâng. Vâng, anh em thích đồ cổ thì quay xanh xá sao, quay xanh 16 triệu 800 nghìn anh nhá. Anh Ngọc có Trần, con future. 67 xịn sò không? Tầm hơn 10 thôi anh Ngọc Trần ạ. 67 xịn sò thì có 16 triệu thôi anh ơi, nhà em duy nhất chỉ còn hai con đấy thôi, không còn nhiều anh ạ. Vâng. Vâng, anh có con anh đang hỏi là xe Simson bao nhiêu tiền? 23 triệu, em lỗ 4 củ anh em mua 27 triệu, lỗ 4 củ còn 23 triệu. Thực ra bên Hoàng Kiên mà bỏ tiền ra 27 triệu mua là lúc đấy cũng rất là xứng đáng. Thế nhưng mà theo thời giá thôi mình lại lỗ. Vâng. Đúng không ạ? SH 125, 150 giá 50 tới 60 triệu có không anh chị? Anh chị đời 27 đến 28 tầm đấy anh nhá. Vâng, anh Lạp Lương đang hỏi con gì đây? Con quay xanh. Em vừa like rất là kỹ. Đúng rồi đấy. Anh ạ. Anh quay kỹ con 67. Vâng, chắc là có lẽ là em 67 thì anh em báo nhân viên giúp em. Vâng, anh em tại vì cũng đã like một vài buổi trước rồi, đều có những đoạn video tả chi tiết, anh có thể bảo các bạn online để gửi chi tiết những cái ảnh quay đấy anh nhá. Rồi, dạ. Rất là nhiều anh em đang hỏi, cũng rất là đông anh em đang xem, rất là tiếc. Nhưng mà cũng thời gian nó cũng có hạn để cho anh em có quay thái 100, quay thái không ạ? Không, anh Trung Bộ Win em bán 13.8, biển 14, đời 94. Anh Thanh Tùng, lết thái em đang có một con 38.500.000, siêu đẹp. Và một con hơn 28. Rồi, con đấy vẫn còn à? Vâng, còn cả hai con ạ. Anh em nào quay lết thái nhá, tí nữa các bạn nhân viên. Dạ vâng. Vision em có tất cả những dòng xe, em nói thật là những cái dòng xe hiện tại đang có trên thị trường hầu như đang có mặt tại nhà em. Vâng. Trừ những cái dòng gọi là siêu siêu cổ và những cái dòng mà ví dụ như là tứ quý, tứ kiếp các thứ thì thôi nhà em không có. Thế còn tất cả những cái dòng thông thường và những cái dòng thông dụng tất ở trên thị trường là hầu như bên em có luôn. Nên là anh em nào đang có nhu cầu mua những dòng xe gì thì có cứ liên hệ trực tiếp sau cái livestream ngày hôm nay. Anh em liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên online giúp em mọi người nhá. Vâng, không để có mua bán chịu hết. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em buổi trưa luôn vui vẻ, mạnh khỏe, tràn ngập yêu thương nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.